Quý vị biết thời buổi bây giờ chùa nào cũng phải có một cái, xin lỗi tạm dùng là kinh tế tự túc một chút, không có đủ đâu, nhưng mà đỡ đi một phần điện nước trang trải trong chùa. Cho nên các vị cũng phải có cái ban làm thức ăn, làm nhang, làm tương, làm chao, tùy hoàn cảnh, tùy địa phương, tùy quốc độ. Như ở Việt Nam ta thắp nhang nhiều, chùa có làm nhang, chùa có làm mà nước tương. Quý vị nhớ nước tương vị yểu lá bồ đề không? Đó là những chai nước tương thời xưa chùa quý hòa thượng đã bày cho các tăng sinh làm để có kinh tế tự túc, nuôi sống được đời sống người tu, và không phải nhờ vả Phật tử rất nhiều, vì hoàn cảnh Phật tử thời đó cũng rất khó khăn. Ngày nay Phật tử cũng còn phải đi làm cũng khó khăn, cũng có cúng dường, nhưng mà nếu mà nói là đầy đủ để mà trang trải thì không. Cho nên thỉnh thoảng phải có những cái chương trình nào đó, cái đó gọi là phương tiện. Đại chúng nhớ ha, đó là phương tiện thôi. Vì mỗi thời, mỗi quốc độ, mỗi nơi chốn, chúng ta phải có những cái phương tiện để sống. Quý vị muốn đến đây dự lễ mà không có phương tiện đâu có được. Phương tiện đến đây là xe, là máy bay. Nhưng mà giờ cái phương tiện rốt ráo nữa là cái gì? Phải có tiền mới mua vé máy bay được chứ, phải có tiền mới đổ xăng được chứ. Thành thử ra có chiếc xe là phương tiện, nhưng mà rồi bây giờ có những bác có tiền mua đổ xăng mà không có người lái. Thấy không? Quý vị biết là Pháp Hòa đáng lý là phải đến đây vào tối ngày thứ 3 31 tây, 12 giờ trưa ra phi trường ngồi ngoài, hai theo chuyến bay là 2 giờ. Từ 2 giờ họ delay cho tới 10 giờ tối. Và chưa hết nữa, mình lên máy bay rồi, họ bay đi chập rồi nửa tiếng, 1 tiếng sau họ quay trở lại, họ nói máy bay có sự cố, có trục trặc. Hèn chi nãy giờ mình ngồi trên máy bay nóng bức mà ngộp thở khó chịu quá. Đáp xuống xong rồi ra bên ngoài ngồi chờ. Tới đúng 10 giờ đêm ảnh tuyên bố máy bay hủy. Thấy không? Thành thử ra không có phương tiện để đi đó. Rồi đợi tới ngày hôm sau 4 giờ sáng ra trở lại. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, phương tiện tuy nó không phải là cứu cánh, nhưng nó không thể thiếu. Phải không? Cái cứu cánh là gì? Là chúng ta biết sử dụng phương tiện này như thế nào. Cái đó mới là cái cứu cánh. Vậy cái thân của chúng ta đây là cái thân tạm bợ, là phương tiện. Nhưng cái cứu cánh của nó là chúng ta sử dụng cái thân này như thế nào trước khi nó hoại. Trước sau gì tất cả thân của chúng ta sẽ hoại. Bệnh, già, đau, yếu, đủ kiểu hết. Nhưng chúng ta không phí thân này. Cái đó mới là cái tinh thần của người Phật tử. Vì vậy mà Đức Phật dạy, như một tràng hoa, như nhiều cánh hoa kết thành một tràng hoa. Cũng như thế, ở nơi thân sanh tử này, chúng ta làm được rất nhiều thiện sự. Quý bác lớn tuổi nha, có vị đã 80 tuổi rồi, từ Mỹ qua đây, ở đây cả mấy ngày nay, ở trên Tây Thiên cả tháng nay. Thấy quý bác tưởng đâu là không làm được gì, vậy mà rỉ rả cũng làm được việc. Lặt rau, quét nhà, thậm chí coi sóc, làm tour guide, hướng dẫn viên, ai tới lễ Phật dẫn lên chánh điện, dẫn đi thăm chỗ này chỗ kia. Thành thử ra trước khi thân hoại, chúng ta sử dụng nó. Và nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta mãi mãi để nó cũ. Cho nên City họ cũng rất happy, họ rất vui, họ giao được mình cái chỗ này. Và bây giờ các vị Pháp Hòa nghe kể là có những người già ngày xưa đã từng làm đám cưới trong nhà thờ này, ngày xưa đã từng đi lễ trong nhà thờ này, bây giờ họ đi ngang đây họ vui lắm. Họ cảm ơn, họ nói là ngày xưa họ đã từng đi, là họ còn trẻ, họ đám cưới trong nhà thờ này, họ đi lễ trong nhà thờ này, và hôm nay mình đã làm cho cái nơi này nó sạch, nó đẹp lên. Ngay cả trên Tây Thiên, Westlock, những người dân ở đó, ông thị trưởng ở đó, ông đến cảm ơn. Ông nói cảm ơn mình đã chọn cái quận Westlock này để cho mọi người được biết đến cái thành phố đó, cái Westlock đó. Tại vì nó là một cái county, nó là cái quận nhỏ,
ở bên đây cách Edmonton 45 phút thôi. Cho nên thưa đại chúng, cho nên cái tâm nguyện của chúng ta là chúng ta phải làm gì để sử dụng được những khả năng của thân và tài trí của mình. Ai cũng có tài hết, phải không? Nhưng mà chúng ta có được cái linh động, có cái trí tuệ để sử dụng cái tài, cái khả năng của mình. Cho nên á, ngày mai đây chúng ta làm cái lễ gọi là lễ hoàn nguyện. Hoàn là gì? Là mình viên mãn, là hoàn tất cái tâm nguyện của mình, gọi là lễ hoàn nguyện. Có nhiều khi mình nguyện xây chùa, bữa nay chùa xây xong rồi, con làm cái lễ hoàn nguyện, tức là con hoàn tất cái lời hứa của con. Hôm nay con trở lại đây để con hoàn tất cái tâm nguyện đó. Có nhiều Phật tử phát nguyện: mẹ con hết bệnh, con ăn chay 1 tháng, gia đình con hết những cái khó khăn, con phủi tóc, cạo đầu, thí dụ vậy. Thì có nhiều vị lên chùa nói: thầy, hồi đó con nguyện vậy, bây giờ xin thầy làm ơn, thầy làm lễ để con trả lễ cho Phật. Người trong Phật giáo mình không có dùng cái từ trả lễ. Trả lễ nó có tính cách giống như là mình lên xin xỏ Phật. Bữa nay là Phật cho rồi, bây giờ mình lên mà hối lộ. Hồi xưa mình hứa cúng gì đó, bữa nay mình cúng. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta không dùng cái từ trả lễ, mà chúng ta dùng cái từ là hoàn nguyện. Cho có nhiều vị lên nói hồi đó đi vượt biên. Đi vượt biên rồi hứa tới nơi an toàn cạo đầu, mà giờ 40 năm rồi chưa cạo. Tâm lòng khó chịu. Pháp Hòa nói: bây giờ cô sắp xếp, chú sắp xếp đi. Hôm nào lên Pháp Hòa chú nguyện cho, để mình hoàn cái tâm nguyện, tức là mình trả lại cái lời hứa đó. Nhưng mà chữ là hoàn nguyện ở đây là ai bắt mình đâu, ai bắt mình ăn chay, ai bắt mình cạo đầu, ai bắt mình cúng quái gì đâu. Mình tự hứa à. Mình tự hứa là bây giờ mình không làm, Phật cũng chẳng hề trách móc gì mình. Nhưng mà mình không làm cái tự nhiên thấy trong lòng mình khó chịu lắm. Tại vì giống như mình đã hứa cái gì rồi dơ trển, mà mình chưa làm thì mình chưa hoàn mãn. Cho nên mình đến mình xin xuống tóc. Pháp Hòa nói nếu quý vị chưa làm được thì quý vị nguyện đi. Con nhẫn nhớ lời hứa của con, lời nguyện của con. Nhưng mà khi nào đủ duyên, hoàn cảnh cho phép, con sẽ làm việc đó. Thật ra mình không nói cô không sao, nhưng mà tâm lý, Pháp Hòa tâm lý quý vị, Pháp Hòa dẫn lên cho hứa, cho khất lại. Hứa trả nợ mà giờ chưa trả thì cho khất lại. Nhưng mà ở đây là hoàn nguyện là vậy. Tâm nguyện mình hoàn tất rồi. Thật ra là Pháp Hòa không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp ở đây. Nhưng mà sau này, sau 5 năm, từ lúc mua là 2015 cho đến 2020 mà chưa đi đến đâu hết. Cho nên đầu năm 20, cuối năm 19 là Pháp Hòa nhận lời và đẩy cái chuyện này cho nó đi tới cho đến tháng 5 của 2020 là chúng ta khởi công xây cái chỗ này. Quý vị biết lúc đó dịch bệnh mà đâu có đi đâu được, phải làm lễ online. Ở bên này quý vị FaceTime, Pháp Hòa tập hợp đại chúng xuất gia ở tại chánh điện Trúc Lâm tụng kinh, tụng kinh thần thông qua tới đây. Rồi các bác lớn tuổi ở đây nhờ cái đức của các bác, nhờ cái phước của các bác làm lễ động thổ. Vậy quý vị thấy bây giờ mình tu mình có thần thông phải không? Ngồi chỗ mà động thổ được luôn. Đó. Giống như bây giờ quý vị thấy không? Pháp âm là mình vang, mình ngay trong giờ phút mình ngồi đây mà Phật tử thế giới cũng đang có mặt với chúng ta ở đây. Đó. Cho nên á, vậy thì cái truyền thông Internet đây là một phương tiện. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết sử dụng phương tiện. Và nó rất hiện đại, nhưng mà nó cũng rất hại điện. Không? Nó tiện cái này, nhưng chúng ta phải có trí tuệ vào đó, phải có từ bi vào đó. Nếu không thì chúng ta có thể mượn nó làm tất cả những điều sai quấy, lỗi lầm do cái hờn tức, giận dữ, phiền não của chúng ta để tác hại đến ai đó bằng những phương tiện truyền thông này. Nguy hiểm lắm. Vì vậy cho nên á,
Tôn Ngộ Không là biểu tượng cho mọi linh động, trí tuệ, sáng suốt, hiểu biết, nhanh nhẩu, tất cả những cái hay. 72 thần thông biến hóa mà, muốn nhỏ là nhỏ, muốn lớn là lớn. Nhưng cuối cùng chính Tôn Ngộ Không cũng phải đeo cái vòng kim cô đó để mà có thể có được một con người của Ngộ Không. Mà vòng kim cô đó là gì? Đó là đạo đức, đó là từ bi. Bất cứ những gì chúng ta làm mà không có đạo đức thì cái đó nó không thể gọi là cái hay được, và không thể nào làm lợi cho chúng sanh được. Vậy thì đạo đức chính là gì? Chính là giới mà tất cả những người đệ tử Phật đều phải tuân giữ. Cư sĩ tại gia có năm giới của cư sĩ, xuất gia có giới xuất gia, nam có giới của nam, nữ có giới của nữ, vân vân. Vậy thì tất cả những đệ tử của Phật đều phải có nền tảng đạo đức làm căn bản. Tại vì không có đạo đức thì mọi thứ nó hư hết. Mà đạo đức nhà Phật gọi là giới, thì có giữ giới là có đạo đức. Vì mình biết sao? Biết bỏ cái ác để tăng trưởng cái thiện, làm cái thiện. Trách nhiệm của một ngôi chùa, dù không có thầy trụ trì trực tiếp, nhưng tự mỗi người thành viên trong ngôi chùa đó cũng phải ý thức được bổn phận của mỗi người cư sĩ hay là người Phật tử Phật nói chung, là chúng ta phải học pháp, suy tư về pháp và hành những cái pháp mà chúng ta học, để làm cho cái ngôi chùa đó chúng ta vừa có nội dung mà vừa có hình thức. Thí dụ, cái nội dung là chúng ta đựng nước, nhưng hình thức là một cái ly. Rồi cái ly đó nó phải nói lên được cái lịch lãm của nó, cái để dưới cái trên một cái dĩa, rồi đậy cái nắp lại, rồi trọn vẹn rồi đó. Thật ra không có nắp cũng sao, không có dĩa cũng sao, nhưng mà cái chính là nước uống. Nhưng để trọn vẹn, thể hiện được hình thức, thể hiện nội nội dung là kính mời ly nước. Cũng giống như mình mời khách, đem một cái tô phở ra, tô hủ tiếu ra, trang trọng để đàng hoàng, lấy giấy napkin để xuống, lấy đôi đũa cái muỗng sắp xếp lại, mình dục đãi trên bàn, người ta vẫn cầm ta ăn. Nhưng nó chưa nói lên trọn vẹn cái hình thức và nội dung đó. Đệ tử của Phật là Ngài Maha Nam. Thưa đại chúng, Ngài Maha Nam là một trong những người thân thích trong hoàng cung của Đức Phật. Ông là người được vua Tịnh Phạn sai đi chiêu dụ Thái tử Sĩ Đạt Ta trở về sau khi Thái tử đi tu. Vua Tịnh Phạn nghe Thái tử Sĩ Đạt Ta ở đâu, sai người tới dụ. Nhưng mà rốt cuộc quý vị biết không, vua Tịnh Phạn làm ăn lỗ. Sai đi bao nhiêu người, đi bao nhiêu người tới thuyết phục Đức Phật, rốt cuộc Đức Phật thuyết phục các vị đi tu hết. Thì Ngài Maha Nam là một trong những người đó. Ông làm là ở trong hoàng cung mà được vua Tịnh Phạn sai đi thuyết phục Thái tử trở về. Ví dụ như nó ở Thái tử đi tu như vậy là không đúng, thế này thế kia, nói tới đâu Phật để cho nói xong Phật thuyết pháp trở lại. Cuối cùng tỉnh ngộ hết, nó thôi giờ con quyết định ở lại đây tu với Ngài, không trở về để phục mệnh nữa. Thì Maha Nam, thì cái bài kinh này là Đức Phật dạy cho Ngài Maha Nam. Pháp Hòa xin rút một khúc chỗ này thôi, một đoạn chỗ này. Ngài Maha Nam hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là U Bà Tắc? U Bà Tắc là các vị cư sĩ đó. Tại vì âm theo tiếng Phạn là Upasika. Upasika là nam, còn nữ là Upasaka. Thì các vị dịch là âm lại là U Bà Tắc hay là U Bà Di, nghĩa là người cư sĩ nam nữ ở tại nhà. Nhưng mà nhớ, cư sĩ này có giữ giới. Cư sĩ của Phật tử, của Phật giáo là có thọ năm giới.
có quy tam bảo. Thọ năm giới là gì? Cố gắng giữ năm điều đạo đức căn bản của con người, nền tảng của hạnh phúc. Đó là tránh sự giết hại, tránh sự trộm cắp, tránh sự tà hạnh, tránh sự lường gạt dối trá, tránh rượu chè cờ bạc bê tha. Rồi quý vị quán lại coi có phải là nền tảng xây dựng hạnh phúc không? Có phải là đạo đức căn bản của mỗi người không? Vậy thì Đức Phật cho mình cái này đâu phải ép uổng gì mình, mà Đức Phật đang giúp cho mình xây dựng hạnh phúc gia đình. Ai người ta cũng muốn, ai cũng nói hết đó. Mình cầu hôn đó, mình hãy đến với nhau để xây dựng hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái phương thức để xây dựng hạnh phúc thì hạnh phúc này mong manh, dễ vỡ. Cho nên đó, có được cái này làm nền tảng rồi thì xây dựng hạnh phúc tốt, cộng thêm những yếu tố của nhẫn nhục, của du hòa, cũng giống như là có kèo, cột, cửa nẻo vân vân, nhưng phải có ốc, vít, bản lề vân vân thì mới tạo nên được một căn nhà. Hạnh phúc cũng vậy, nền tảng xây dựng là năm giới. Và để năm giới đó được giữ trọn vẹn nữa, có hiểu, có thương, có du hòa, có nhẫn nhục, xây dựng hạnh phúc. Thì ngày Ma Nam hỏi Đức Phật, thế nào gọi là một vị cư sĩ? Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản, một vị cư sĩ. Thì Đức Phật dạy, người cư sĩ là sống trong sạch bằng cách giữ giới. Và người đó có tính, mà tính không chưa đủ, phải có giới. Thế thì bây giờ nè, mình tin Phật, mình tin Phật nhưng mà mình không có thực hiện những gì Phật dạy thì mình không có được cái kinh nghiệm. Qua có một ông đến công quả cho chùa, thì Pháp Hòa vừa gặp cái hỏi thăm ông. Ông nói trời ơi, ngày hôm nay tôi muốn một ngày rất là yên lắng hạnh phúc, nhưng không ngờ thằng con của tôi nó làm cho tôi nổi khùng lên. Giờ tôi phải chạy đi chùa để cho tôi hạ quả xuống. Thì chiều Pháp Hòa không nói gì hết, để chiều lát nữa nói chuyện với ông. Thì trong khi mà đi tới đi lui làm việc với ông á, chuyện này nó xảy ra, chuyện kia nó xảy ra, Pháp Hòa mới nói. Ông mới nói, ô, tôi học được cái này. Pháp Hòa nói, đúng rồi, thiền con ông ở nhà nó cũng học, nó cho ông bài học từ sáng giờ mà không thấy. Tại vì mình cứ nghĩ là đối tượng nào đó mới cho mình học, còn cái đối tượng chọc mình giận tức không phải, không, đều là cho mình một bài học hết. Cái quan trọng là mình nhận ra được nó, giống như một bài toán thôi. Nếu mà người ta có câu trả lời thì đâu phải là bài toán nữa, mà nếu mà người ta có cái đáp án thì đâu phải là một bài toán, mà bài toán một câu hỏi là không có đáp án. Rồi từ đó mình sẽ làm việc với nó. Cho nên ở trong chùa các tổ sư hay thử mình kiểu đó lắm. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đó là câu hỏi của Lục Tổ Huệ Năng hỏi cho Ngài Huệ Minh. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của ông đó? Bản lai diện mục là gì? Là cái tâm chân thật, là cái mặt mũi xưa nay của mình. Mà tâm chân thật thì nó không khởi thiện, không khởi ác. Nó giống như nước lọc vậy đó. Nó giống nước lọc vậy đó. Cho nên cái tâm chân thật yên lắng của mình chính là một chai nước lọc. Muốn pha cái gì đó tự mình pha, thấy không? Nhưng mà trong cuộc sống pha cái gì thì pha, nhưng bản chất vẫn không thể thiếu chai nước lọc. Vậy thì cuối cùng á, đơn giản nhất của mình là gì? Bình thường, nhẹ nhàng như nước lọc. Uống cứ đòi nước trà, cà phê, đủ thứ hết, nhưng thủy chung cơ thể cần gì nhất? Nước lọc. Vậy thì cái mà nhộn nhịp lâu lâu của mình rần rần như thế này, thí dụ vậy đấy, lâu lâu thôi chứ mỗi ngày chắc chết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn trở về cái yên lặng, cái bình thường. Cho nên tại sao chúng ta lại sợ cái yên lắng bình thường? Chính nó là cái hằng ngày của mình mà. Bây giờ nói đơn giản là ngủ mà ồn ào sao ngủ? Ngủ là phải yên lắng mới ngủ được. Có nhiều người khó ngủ nha.
một tiếng động ngủ cũng không được, một ánh sáng ngủ cũng không được. Thế mới biết sự yên lắng rất cần cho chúng ta. Vậy mà đời sống hàng ngày chúng ta không hề yên lắng làm sao? Cho nên mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình ngồi thiền là tập cho mình sự yên lắng đó chứ. Tập cho mình sự yên lắng đó. Mình lấy một sâu chuỗi rồi mình ngồi mình niệm ba sâu năm mô Di Đà Phật là lúc đó mình không niệm gì nữa hết. Mặc dù thỉnh thoảng mình còn đi ra. Thí dụ mình đang niệm Phật vậy nè, cái mình nói ủa hồi nãy đi chợ về 50 biết cất đâu rồi. Nó nhớ vậy đó. Rồi cái thì nhớ trực lại là quay trở lại. Nó giúp cho mình. Đến khi nào mà tâm mình bình an rỗng rang, à chừng đó mình biết mình vẫn có được những giây phút chân thật đó chứ. Cho nên nó tại vì Thượng Tọa Minh là rượt theo Ngài Lục Tổ để tìm y bác. Nói ông trả lời được tôi câu hỏi, tôi đưa cho ông y bác. Và Ngài Huệ Minh nói tôi rượt tới đây không phải là tôi tìm y bác, mà tôi nghe đến cái đạo hạnh và cái tuệ của Ngài, cho nên tôi muốn đến hỏi đạo. Lúc này về Ngài Huệ Minh nói con muốn đến hỏi đạo. Vậy ông hỏi đi, để tôi hỏi cho. Ngài Lục Tổ khai thị cho Ngài bằng cái câu nói đó. Mình nghe thì mình thấy có một cái gì đó rất là cao siêu, giải đáp cũng được, nhưng mà đơn giản vô cùng. Xin phép đại chúng và nói vậy nè, mình sắp sửa đi đâu là mình ăn mặc rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng về tới nhà làm gì? Tẩy trang, thay một bộ đồ đơn giản nhất để mình mặc. Và lúc đó mình cảm thấy sao? Thoải mái quá, đúng không? Vậy thì cái lúc mình thoải mái đó là bản lai diện mục của mình đó. Cái lúc mà mặt mình không còn cái gì trên này nữa hết á, có thể nó trắng nhấp, có thể nó xanh dờn, có thể nó như thế nào đó, nhưng mà chính giây phút đó là cái bản lai diện mục của mình. Tại vì mình để mấy cái đó còn trên mặt ngủ khó chịu lắm, phải tẩy nó đi. Cho nên cái lúc mình bình thường nhất. Cho nên hỏi đạo là gì? Nói cho nhiều đó rủ cuồng, đạo là cái đơn giản vô cùng. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà, trong tâm mình sẵn có được cái bình an chân thật đó, mà mình đừng đi tìm kiếm nữa. Mà mình cứ chạy đi tìm hoài thì các ngài thường hay quở mình đó, cởi trâu đi tìm trâu. Đeo cái mắt kiến trên mắt đó mà cứ đi tìm cái mắt kiến. Cầm chìa khóa trong tay mà chạy đi tìm chìa khóa. Có không? Có. Đó là mình đó. Đeo sâu chuỗi trong người mà trời ơi sâu chuỗi tôi đâu rồi. Vân vân. Cho nên á, có tính có giới. Ngài nói có tính chưa đủ, phải có giới. Tại vì mình tin Phật mà mình chưa biết phải làm gì để mình bày tỏ niềm tin đó. Chữ bày tỏ đây không phải là lấy điểm với Phật nha, mà mình phải chứng minh cho người khác ở cái tin của mình là sao. Thí dụ ha, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Có nhiều khi người thân mình á cản trở không cho mình đi chùa, thậm chí mình đi xuất gia người thân không cho luôn. Nhưng mình quyết chí mình đi tu và mình nói rằng sống ở ngoài khổ lắm, không hạnh phúc, không an vui, không phải đi tu mới hạnh phúc, an vui. Rốt cuộc đi tu rồi khổ hơn nữa. Vậy thì mỗi ngày mình tu mà mình không có an lạc là mình biết tu trật rồi đó. Đơn giản vậy thôi. Tu làm sao mà ngày nào không có an lạc mà ngày nào cũng phiền não trong lòng là biết mình tu trật rồi đó. Cái cách đi, cái cách sống của mình nó trật rồi đó. Phật dạy mình nấu cơm, mình nấu làm sao mà bây giờ mình bực bội với cái nồi cơm của mình đó. Đầu lúc nào cũng láng o, không bao giờ thấy tóc. Mà không biết bài kệ phủi tóc có độc không? Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não độ thoát cho đời. Mình lấy cái dao la lam lên mình cạo tóc mà mình có đọc bài kệ đó không? Rồi giờ yêu cầu phải có nội dung, phải có hình thức đọc kệ phải không? Đọc kệ có hình thức nhưng hiểu được nội dung đó không? Sống được với cái nội dung đó không? Mình đi chùa mình làm công quả cũng vậy thôi à. Đi chùa để đi tìm công quả, để tạo phước.
Tại vì nghe pháp là mở trí, mà phụng sự cho đại chúng là tạo phước. Nhưng mà cũng dễ giận, dễ hờn, dễ phiền não, dễ trách móc, cuối cùng mình cũng làm nó trật đường rầy đi. Cho nên tính giới, mà giới không chưa đủ, phải nỗ lực tinh cần tinh tấn. Bây giờ mình tin Phật rồi nè, quy y thọ giới rồi nè, mà không siêng năng, không tinh cần. Cũng giống như á, mình tin là mình có khả năng làm ăn nè, mở quán làm ăn nè, mà không có siêng mở cửa. Muốn mở giờ nào mở, muốn đóng giờ nào đóng, không có siêng năng tiếp khách gì hết. Mà người mà người ta thương quý cái nghề thương khách, sắp sửa đóng cửa mà người khách cuối cùng bước vô cũng phải tiếp. Phật tử phone lên chùa hỏi: thầy đây, chùa chừng nào đóng cửa? Nó nói: dạ chùa không có đóng. Thật ra chùa đóng, nhưng mà người ta hỏi vậy nghĩa là ta muốn tới chùa. Nói: dạ tới lúc nào cũng được, người ta cần mình phải mở cửa. Có nhiều vị đi clean hồi xưa, cái thời mà người Việt mình còn đi clean khuya office mấy cái chỗ, 3 giờ sáng gọi vô chùa: thầy giờ này vô lễ Phật được không? Không lẽ nói: dạ mai đi, thầy đang ngủ. Dạ được. Phật tử gọi vô chùa: chùa còn đồ chay không? Hết, cũng nói còn. Chạy xuống bếp chuẩn bị liền. Người ta ăn chay được mình mừng, dù chỉ là một bữa chay. Người ta ăn được một bữa chay là lợi sinh. Mà bổn phận của mình, nhiệm vụ của mình là làm sao khai mở cho được cái chỗ hạnh phúc, cái chỗ Pháp Hòa. Mà không phải Hòa khoe mà Hòa kể thôi. Nhiều khi một cái lễ quy 5-7 chập, lát 5-10 người, lát 5-10 người, mà thiệt sự không quy y mất. Không có cơ hội trở lại. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đang ngồi trong phòng, cái mấy cô gõ cửa, mấy thầy gõ cửa, nó có Phật tử ở xa tới thăm thầy, rồi ngồi nói chuyện, hồi cái các vị nói: giờ con phát tâm muốn quy y. Thật sự ra các vị biết Pháp Hòa không có ham có đệ tử gọi là đông đảo gì như mình thường suy nghĩ. Đông là phải nhiều đó. Nhưng mà cái lòng Pháp Hòa đơn giản thôi. Chỉ cần Phật tử phát tâm hướng Tam Bảo, các vị có về đâu, nhưng các vị vẫn giữ trong lòng mình bây giờ là đệ tử Phật, hướng tâm về Tam Bảo. Cái mục đích của mình là làm sao cho Phật tử hướng tâm. Tại vì khi họ có cái hướng rồi đó, thì họ biết đường họ đi. Và mình trao cho họ cái bản đồ của năm giới. Mình trao cho các vị đó bản đồ của năm giới, mà chỉ cần các vị sống một phần của năm giới thôi, hạnh phúc gia đình bắt đầu có mặt, an lạc nơi tự thân có mặt. Ngày nào Pháp Hòa cũng hạnh phúc lắm, được nuôi dưỡng bằng những cái email, bằng những cái phone. Nếu mà con không nghe được những bài pháp thoại, con biết giờ cuộc sống con đi về đâu, tội lỗi con tới chừng nào, nghe bao nhiêu đó thôi đủ vui rồi. Dù có bao nhiêu cái mệt nhọc, nhưng mà những gì mình nói mà người ta tiếp nhận được, người ta ứng dụng được. Thưa đại chúng, tu mà không có siêng năng tinh tấn tu không được. Cho nên có tính, có giới, phải có nỗ lực tinh cần. Không phải tu không, bất cứ ngành nghề gì. Pháp Hòa nói với mấy bạn trẻ hoài: trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Có ai lười biếng mà thành tựu được cái gì bây giờ? Cho nên phải siêng năng, phải tinh tấn. Mà cái chữ tinh tấn của nhà Phật á, mình tạm nói cái chữ siêng năng á, chứ cái chữ tinh tấn nó còn hay hơn chữ siêng năng nữa. Tại vì sao? Tại vì chữ tinh là gì? Là mình tin tường cái sự việc đó. Cho nên bây giờ mình quyết tâm, mình tiến bộ trên con đường đó thì gọi là tinh tấn. Pháp Hòa ví dụ như á, đại chúng biết á, là mình đi trên con đường này là mình biết rất rõ con đường này để dẫn tới cái chỗ đó. Thì ai có phone nói cái gì, nhiều khi á, cái bản đồ nó nói tùm lum hết trơn à. Mình biết chắc đường mình đi trúng rồi, nó nói gì nói mình cứ đi thôi. Nhiều khi cái họ tính theo cái tuyến đường đó.
máy móc mà, phải không? Cho nên mình đã tin con, mình tinh tấn, mình tin tưởng cái con đường mình đi rồi thì cứ như thế mà đi. Cho nên tính, giới, siêng năng, rồi phải có gì? Bố thí. Ở đây Phật dạy bố thí là mình hiến tặng, dù chỉ là một công việc rất nhỏ. Quý bác lớn tuổi, quý bác không làm được gì, quý bác lặt rau ở nhà đó, quý bác hiến tặng hoài chứ gì. Có nhiều khi nó về già rồi đâu làm được gì, già được quét nhà nè, lau bàn nè, dọn cái chén, lấy cái tô, đều là hiến tặng hết. Cho nên chùa hay treo câu phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bất cứ một cái gì mình làm đều là phẩm vật dân cúng hết. Một lời lành mình nói ra đều là sự hiến tặng. Tại vì thay vì một lời nói khắc nghiệt, mình nói một lời lành. Hồi chiều này mấy thầy mấy chú vô phòng thăm Pháp Hòa, thì chỉ trong vòng có vài phút thầy trò trao đổi, nhưng Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú và nói: chúng sanh, con người hiện nay, người ta hướng về cái chỗ luận bàn thị phi nhiều lắm. Cho nên mình là người tu, mình cố gắng, mình làm được những gì trong khả năng của mình để cảm hóa, để hướng tâm. Quý vị biết không, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ đơn giản. Mình ngồi ở dưới đó, mình nhìn lên đây thôi đó, xấu đẹp gì nãy giờ nó cũng sẽ bắt đầu nó nhảy ra trong cái tâm thức của chúng ta. Bình hoa cắm gì xấu quá, hết kiếm Phật nào để ông Phật rầu rĩ quá. Thí dụ vậy. Tức là đó là cái tâm của chúng sanh. Mình thấy cái gì là mình luận cái đó. Người giàu mình cũng nói theo người giàu, người nghèo mình cũng nói theo người nghèo, người xấu mình cũng nói, người đẹp mình cũng nói, người trẻ mình cũng nói, người già mình cũng nói, người cao mình cũng nói, người thấp mình cũng nói. Tại vì cái đó là cái tập nghiệp của mình, chứ không có gì hết á. Không có gì tội lỗi đâu nha. Nhưng mà cái đó là cái cách sống của chúng sanh, cho nên là gây lộn hoài là vậy đó, là phiền não nhau hoài. Cho nên mình tu để mình làm gì? Tại sao mình có nhiều cái thời giờ phải làm? Để mình giảm cái đó đi. Mình giảm cái đó. Mà mình giảm cái đó đó thì trong lòng mình nó, tại vì trong lòng mình nó có cái đó, cho nên nó mới phát hiện ra lời nói và hành động. Mà chỉ cần mình như vậy thôi là mình đã là một sự bố thí. Có nhiều khi mình lên xe mình nói rỉ rả, nói người ta mệt luôn, người ta nói nín giùm tôi 5 phút được không, là ta đang xin mình bố thí đó. Ta xin mình bố thí cho 5 phút yên lặng đó. Cho nên đại chúng đi nghe Pháp mà tắt cái phone đó là quý vị bố thí cho hội chúng một cái nguồn năng lượng yên tịnh, không phiền não. Rồi mình bớt đi cái sự trộn rộn đó, mình làm cho người khác, có nhiều người người ta khó tính. Và có nhiều vị người ta sẽ bị phân tâm. Cho nên cái sự nhẹ nhàng làm việc của mình đều là một sự đóng góp hết. Pháp Hòa hay tập bất cứ đi đâu, làm cái gì, nhìn ngó cái gì, Pháp Hòa đều appreciate, biết trân quý những gì người khác làm. Nhiều khi Pháp Hòa đi ngang, cái Hòa thấy bữa nay cái chỗ đó được làm rồi, cái chỗ đó được làm rồi, mình cảm lắm. Tại vì mình biết rằng có những người trong thầm lặng đã thấy được những điều mình muốn làm, các vị làm. Và thậm chí mình chỉ khơi nhẹ một cái ý, các vị làm. Cho nên trong lòng vào trân quý cái đó lắm. Và mình sống mà mình biết trân quý như vậy đó, mà mình biết trân quý thì mình biết giữ gìn. Mà mình biết giữ gìn đó, được cái vật chất thì mình giữ gìn được cái nội tâm của mình. Cho nên nhiều khi á, có những vị đi tu sau 10 ngày, 2 tuần rồi, yên lặng trong lòng, muốn giữ được cái yên lặng đó khó lắm mà. Đi về nhà rồi đâu phải dễ. Cho nên có những vị về tới nhà nuôi dưỡng lại được cái thời gian tu ở chùa, nuôi dưỡng được thêm 5-7 ngày nữa, rồi bắt đầu mới trở lại cái không khí trộn rộn của bình thường.
Nói như vậy á, thì không phải Đức Phật nói là mình làm này không đủ, kia không đủ. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó, cái chính vẫn là miếng nước, nhưng để thể hiện trọn vẹn cái ly nước, vừa tình cảm của mình là cái nội dung, thể hiện cái nội dung và cái ly nước. Cho nên mình để thêm cái nắp hay là mình để thêm cái dĩa vậy đó. Quý vị thấy cái bàn này, thật ra thì cái bàn là để ngồi, để vật lên thôi, nhưng để nói lên cái trang trọng cái mình kiếm cái bàn mình trải. Vậy thôi à. Cái ghế mình dục ra đó miễn có ngồi thôi chứ. Nhưng nếu mình để cái ghế ra cho nó đàng hoàng, nó dơ thì mình lau, cái tự nhiên người ta cảm thấy có một sự trang trọng trong đó, nó trọn vẹn trong đó. Cho nên là một người Phật tử, chúng ta không phải chỉ nói anh đạo gì, tôi đạo Phật, chấm hết. Không đủ. Đủ ở đây là gì? Anh đạo Phật, nhưng mà để cho cái đạo Phật của anh nó trọn vẹn cho chính anh, anh nên tìm hiểu đạo Phật là gì. Và Đức Phật mà anh đang tin á, dạy cho anh cái gì để trở thành một tín đồ đúng nghĩa. Một tín đồ đúng nghĩa không phải là tới chùa làm sống chết, không phải là cúng cho thật nhiều. Nếu cúng thật nhiều mà chưa bỏ được cái ngã, cái kiêu mạn, cái tự hào là mình cúng đó, cái đó là thiếu đó. Thế mình cúng nhiều nhưng mà mình rất vẫn dễ thương, đây cái người này trọn vẹn. Cũng giống như một thầy tu giỏi mà không khinh thường người khác thì thầy tu đó mới hay. Mình giỏi mà mình không coi thường người khác thì tự nhiên ta nhìn mình vừa kính vừa trọng. Trọng là trọng ở cái tài năng, kính là kính ở cái đức, cái hạnh, cho nên gọi là kính trọng. Trong luật Sa Di mở lời nè, có oai khá sợ, có nghi khá kính. Quý vị đọc cái bản văn Công Phu Sáng, đại chúng ngưỡng quan, quý ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú. Mấy câu đó ở trong cái bài tụng sáng. Và Pháp Hòa chỉ nói một câu, đại chúng nhìn lên thấy Phật vừa mừng vừa sợ, quý ái kim bảo. Cho nên người ta kính trọng, nhiều khi người ta kính mình là người ta trọng là tại vì cái chức, cái danh, cái phận của mình ta phải trọng thôi. Không trọng ta mất chức, ta mất việc, ta mất cái quyền lợi. Nhưng mình có chức quyền mà mình không thể hiện cái đó, người ta kính lắm. Cho nên kính trọng là vậy. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói như vậy, để không phải Đức Phật nói chỉ bố thí mới đủ hay là chỉ trì giới. Nhưng trong trì giới nó vẫn có niềm tin, phải không? Quý vị biết nếu mà không có niềm tin là trì giới, giữ giới sẽ được an toàn, hạnh phúc, thì làm sao mình giữ giới? Giống như quý vị tin rằng mình lái xe giữ không có cái gì, không có cái sự lái ẩu thì làm gì có bị tai nạn hay là bị tích kịch. Nhưng mà thỉnh thoảng trong cuộc sống nhiều khi mình đậu mình không đụng ai cũng bị người ta quẹt vậy, phải không? Mình không bao giờ nói đụng tới ai mà cũng bị ta đụng hoài, phải không? Chừng đó mình mới tin là oan trái, mới biết là nghiệp. Cho nên mà tu cái chỗ này, anh không đụng người ta đó là phước của anh rồi đó. Nhưng mà bây giờ người ta đụng anh thì bây giờ làm cái gì đây? Đây chính là chỗ anh tu. Anh không tạo nghiệp bằng cách là anh không đi gây chiến với người ta. Nhưng mà cuộc sống đâu có nghĩa là người ta không gây chiến với mình. Vậy thì khi người ta gây chiến với mình đó, thì chính lúc này là cái lúc chúng ta tu đây nè. Còn mình không gây chiến với người ta là phước. Còn người ta gây chiến với mình mà không gây chiến là mình tu. Hồi nãy con anh Phật tử đậu xe ngoài kia bị quẹt móp cái đầu đó. Bây giờ là mình biết là mình tu, mình không đụng ai hết á. Nhưng mà cuộc đời này đâu có nghĩa là nó đơn giản, phải không? Người ta cũng sẽ đụng mình. Thì thể hiện được cái tu. Cho nên á, lại Phật, mình lại cái tượng Phật. Tượng Phật này không ban cho mình được cái phước, nhớ nha, tượng Phật không ban cho mình cái phước, nhưng tượng Phật này sẽ cho mình được cái phước là mình có cái phước cung kính. Mình xá một ông thầy, một chú tiểu đó nhỏ hơn con mình nữa mà, nhưng mà chính mình xá cái chú đó đó, mình nói được hai việc. Việc thứ nhất,
tôi xá chú phải ráng tu. Vậy thì mình xá chú là mình nhắc chú ráng tu cho đúng bổn phận của chú là người tu. Mình gặp cái vị đó mình chào thầy, để cho ổng đừng quên ổng là ông thầy, sống đúng cái bổn phận của ông thầy. Và đồng thời là ổng là thầy tu thì mình gọi ổng thầy tu thôi. Cũng giống như vô văn phòng gặp bác sĩ thì chào bác sĩ, chào luật sư, chào cô y tá, ai mình cũng chào đúng nghĩa được hết. Mà tại sao ông thầy chùa mình không kêu ổng được chữ thầy? Mình kêu thầy là gì? Là thầy tu. Ổng đâu phải thầy tôi. Chữ thầy đó là tại cái đời sống của ổng là một thầy tu ở trong chùa thì mình kêu thầy tu. Nhưng mà mình, đó là mình giải thích theo cái nghĩa. Còn cái xá là gì? Để nhắc nhở. Đồng thời mình cũng tu tập được, hạ được cái ngã của mình. Mình là lớn mà mình biết kính trọng, cái đó nó mới quý. Cho nên quý vị nhớ trong kinh kể ha, Đức Phật đi thăm sóc các thầy bệnh nè. Thường ở trong sử kể, Đức Phật á, cứ vài ngày là Đức Phật đi một vòng hết các khu vực của thầy các chư tăng ở, để xem á, thứ nhất là để nhắc nhở chúng tăng. Có hình ảnh Đức Phật đi ngang thì các thầy biết thúc liễm thân tâm lo tu tập. Cái thứ hai, lỡ các thầy rơi vào những câu chuyện thị phi tranh cãi thì Đức Phật cũng thấy nghe mà nhắc nhở. Cái thứ ba là lỡ thầy nào có bệnh hoạn, Đức Phật cũng có thể ân cần nhắc nhở, an ủi bệnh hoạn, và cũng đồng thời sách tấn các bạn đồng tu chăm sóc cho người bệnh này. Bên cạnh đó còn là một cái hình ảnh đẹp cho các vị thầy tu nhỏ, các sa di nhỏ tuổi thấy được hình ảnh của Đức Phật mà khởi tâm tu tập. Cho nên cái sự đi thăm viếng của Đức Phật ngày xưa đó, các vị thường gọi là đi tuần chiếu. Để mà làm gì? Để mà tới từng khu vực chúng tăng ở mà để nói lên được những cái ý nghĩa mà nãy giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy. Bây giờ mình cũng bắt chước vậy đó. Nhiều khi trong những cái chương trình tu học, trời, Pháp Hòa một ngày không biết bao nhiêu việc, mà tối khuya cũng mò xuống bếp thăm mấy cô mấy bác dưới bếp một chút, mà các vị rất là vui. Ồ, có nhiều cô biết nha, đừng lo, lát 11 giờ thầy xuống. Lát 12 giờ thầy xuống, rồi các vị ở chờ, rồi Pháp Hòa xuống chỉ cần ngồi với quý vị chừng 15-20 phút thôi, chụp một vài tấm hình, nói một vài câu chuyện vui mà các vị rất hoan hỷ. Mà thường là cũng cố gắng để mà làm cái việc đó khi mình có nhớ và có thời gian. Dĩ nhiên có những lúc mình không có thời gian làm, nhưng khi nào có thời gian là đều thực hiện cái chuyện đó. Cho nên ở đây á, Ngài Maha Nam hỏi Đức Phật tính nè, giới nè, tinh tấn nè, bố thí nè, nghe pháp nè. Còn nghe pháp rồi phải ghi nhớ. Không có ghi không có nhớ, phải không? Cho quý vị phải ghi nhớ. Nhiều khi mình muốn ghi nhớ trong tâm mình phải làm gì? Lẩm nhẩm. Phải lẩm nhẩm câu đó. Nhẩm riết nó mới thuộc. Học kinh, học chú cũng phải thế. Phải ghi nhớ trong lòng. Rồi ghi nhớ trong lòng rồi phải gì? Phải thực hiện. Thì Đức Phật gom lại, Đức Phật nếu đầy đủ cái đó, tính, giới, bố thí, rồi gì nữa, tinh tấn, nghe pháp, ghi nhớ, thực hành, làm những cái việc đó thì mình trọn vẹn một cư sĩ. Cũng giống như một học sinh đó, nó có tinh học đàng hoàng sẽ được bằng cấp, rồi siêng năng đi học, rồi giữ những cái nguyên tắc luật lệ của nhà trường để được tiếp tục đi học, rồi phải chia sẻ những cái đóng góp với nhà trường, rồi luôn luôn nghe lời thầy giảng, ghi nhớ những lời thầy giảng, thực hiện những lời thầy giảng, thì một học sinh mới trọn vẹn và đủ điểm để có bằng cấp. Thì ở đây cũng thế, Đức Phật nói như vậy không có nghĩa là Phật chê này Phật chê kia, nhưng để mọi thứ nó đi tới một cách trọn vẹn. Cũng giống như nấu cơm, múc gạo để vô nồi, đúng rồi, nhưng mà dừng ngay đó thì đâu gọi là có cơm, phải không? Do gạo xong đổ nước, nhớ bấm nút, mà nhớ bấm nút nha. Rồi xong rồi bao 15-20 phút sau nhớ kiểm nồi cơm nha,
không thôi là gạo nhiều mà nước ít đó, còn không thôi là gạo ít mà nước nhiều đó. Hoặc là đôi khi để vô trong nồi mà quên bấm, có không? Nửa tiếng sau tới giờ ăn dở ra nồi cơm nó sình. Thành thử ra Đức Phật dạy đàng hoàng, thì không phải là mình làm một việc đó đủ. Giống như người tu nè, đi vô chùa tập sự 6 tháng tới 1 năm, nếu chưa sẵn sàng cũng không được đi tu. Hoặc là mình sẵn sàng rồi nhưng thầy của mình thấy mình chưa sẵn sàng sẽ không tiếp nhận. Vì sao? Vì không phải thầy khó với mình, hay là thầy không thương mình, nhưng nói đúng ra là thầy thấy được mình chưa tới. Giống như tàu hũ kho chưa tới, kho chút nữa đi cho nó thấm, thấm ăn mới ngon. Dù quý vị gấp cỡ nào không cần biết, nhưng không chín lấy gì ăn. Mình đi mua fast food là thức ăn nhanh, vẫn phải chờ 5-7 phút để người ta nấu chứ. Làm gì có chuyện fast food mà vừa ra nói đưa liền được, trừ khi nào đã nấu sẵn. Không? Cho nên trong cuộc sống nó phải có tuần tự như thế, và nó đi một bản bài như vậy nó mới trọn vẹn. Cạo cái đầu chưa đủ, mặc cái áo chưa đủ, ở trong chùa cũng chưa đủ, ăn chay trường cũng chưa đủ. Bởi vì cạo cái đầu mà chưa cạo cái tâm, mặc cái áo nhẫn nhục mà lòng chưa nhẫn nhục, mình ăn chay mà tâm mình chưa chay. Chữ chay đó là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mình còn hiềm khích với đệ huynh, còn lấn cấn với huynh đệ, còn thế này thế nọ. Cho nên ăn chay là hình thức, nội dung là tẩy thân và tâm. Cạo đầu là hình thức, rửa tẩy cái phiền não rối rắm trong lòng. Mặc áo là hình thức, nhưng mà hình thức để nhắc mình nhẫn nhục nha. Bây giờ thí dụ mình mặc cái áo này mà mình đi gây lộn, mày muốn gì? Săn cái áo cột lên. Quý vị nhớ nha, bây giờ là chỉ cần vừa cột cái áo lên là lên livestream liền đó. Trời ơi, thầy tu đánh lộn nè. Nguy hiểm quá. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta gặp nhau cũng như Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, mỗi lần mà đại chúng về chùa, rồi Phật tử gặp nhau thì chúng ta nói chuyện Phật Pháp. Nghề nào nói chuyện đó, phải không? Nghề tóc gặp nhau hỏi chuyện tóc, nghề neo gặp nhau nói chuyện neo, nghề bán vải gặp nhau nói chuyện bán vải. Chúng ta là Phật tử gặp nhau nói chuyện Phật Pháp, đúng đúng việc của mình. Vì vậy mà hãy đúng việc của mình, xong một tiếng đồng hồ đứng dậy có lợi lạc. Đứng dậy có lợi lạc, mặc dù không biết ghi nhớ được nhiêu, không biết là mình sẽ thực hiện được bao nhiêu, nhưng mà nãy giờ một tiếng đồng hồ tâm mình đã tẩy trừ một phần nào, và mình đang hướng tâm về cái sự lắng nghe đó. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại là Đức Phật dạy ngày Ma Nam để trọn vẹn một cư sĩ, mà có thể nói để trọn vẹn một con người trong cuộc sống. Bất cứ việc gì chúng ta làm, có niềm tin đi học nghề mà không siêng năng tới trường lớp, không ghi nhớ lời, không nghe lời, không tuân thủ luật lệ. Luật lệ là giới đó. Cho nên trong đạo là có giới, mà trong trường có luật lệ, trường có trơn nước có luật pháp, vân vân. Và không có những cái đó thì con người không thể đi vào khuôn khổ được. Cho nên một ngôi chùa để làm gì? Để làm cái tụ điểm cho mọi người biết tới, để trưởng dưỡng vun bồi cái thiện, xa cái xấu. Và đó là định nghĩa của chữ chùa. Chùa là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là vihara. Còn chỗ chư tăng ở là sangharama, mà tất cả những cái đó nó cùng một cái nghĩa là gì? Là tịnh địa, là đất sạch. Cho nên chúng ta thường gọi là tinh xá. Tinh xá chứ không phải tịnh xá nha. Bây giờ mình đọc hơi trại là chữ tịnh xá đó, chứ đúng đọc là đúng cách đọc là tinh xá, là cái nhà trong sạch, gọi là tinh xá. Mà nhà trong sạch thì người ở cũng sạch. Và vì sao nó sạch? Vì mình biết giữ nó sạch. Vì sao mà người họ giữ sạch? Tại vì trong lòng họ sống sạch. Có phải không? Nó related.
nó liên hệ với nhau. Và trong Phật giáo gọi cái đó là gì? Nó là tương tức. Nó là sự tương tức. Trong lòng mình có sự gọn gàng, thể hiện liền cái chuyện đó. Thấy rác là lượm, làm tới đâu dọn tới đó. Nó thể hiện bản chất sống của mình. Vậy thì con người, vì cái nơi đó nó sạch. Nó sạch không phải ở cái hình thức là đúng, vì tâm người sạch, cho nên nó thể hiện được hình thức sạch. Và chính cái hình thức sạch này nó sẽ giúp cho mọi người sống trong cái môi trường đó. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Kinh Phước Đức, Kinh Phước Đức, thiên và nhân thao thức, trời và người đều thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành. Và Đức Phật dạy 38 pháp phước đức, 38 pháp hạnh phúc. Mỗi câu là mấy điều rồi nè. Sống trong môi trường tốt là một cái hạnh phúc rồi. Được tạo tác nhân lành là một hạnh phúc rồi. Được đi trên đường chánh, có phải không? Câu đó là ba điệt rồi đó. Mình có sống trong môi trường tốt không? Mỗi ngày được tạo tác nhân lành không? Được đi trên đường chánh, không có hầm hố trong gai, khó khăn gì cả. Cho nên cái bài kinh đó đó, cái bài kinh Phước Đức đó, mà nghiệm ra mà đếm hết là tổng cộng 38 pháp để có hạnh phúc, có an lạc. Và thưa đại chúng, Đức Phật dạy rất rõ là mình như thế nào thì nó thể hiện như thế đó. Sen xanh thì phải tỏ ra sen xanh, sen vàng sẽ tỏ ra ánh sáng vàng, sen vàng thì không thể tỏ ra ánh sáng đỏ. Sen đỏ tỏ ánh sáng đỏ, sen vàng tỏ ánh sáng vàng. Đó là lời trong kinh A Di Đà, phải không? Và cái câu đó để nói rằng chánh báo mình như thế nào, y báo mình sẽ như thế đó. Cho nên á, cái ngôi chùa ngày xưa Đức Phật không chủ trương làm chùa, vì đời sống của Đức Phật là đời sống ở trong rừng. Nhưng khi chúng tăng đệ tử đông thì vua Ba Tư Nặc rằng á, rồi mà bây giờ đệ tử tại gia cũng đông mà chúng con không biết Phật và chư tăng ở đâu để hỏi đạo, ở trong rừng thì biết ở đâu. Con xin đề nghị Đức Phật, Đức Thế Tôn nên có một cơ sở. Đức Phật thấy đề nghị có lý, đúng lúc hợp thời. Cho nên Đức Phật chấp nhận cho vua Tần Bà Sa La cúng dường đất để xây Tịnh Xá. Và lúc đó Đức Phật dặn thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên đi tìm đất nào mà không quá xa thành phố, không có quá gần thị tư, mà cũng đừng có quá xa. Thì cuối cùng chọn được cái miếng đất vườn trúc của Tần Bà Sa La, vua Tần Bà Sa La. Còn riêng ông Cấp Cô Độc, ông thấy Phật ở thành Xá Vệ cũng không có cơ sở, ông phát tâm ông cúng đất. Nhưng mà bây giờ ông đi cúng đất mà ông chọn nhầm cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà, mà trong cái đất đó thì có cây và có đất, giống một công viên mà. Thì Thái tử mới nói bây giờ ông lót được vàng tới đâu thì tôi bán đất tới đó. Thì quý vị biết ông chở hết vàng trong nhà của ông tới, ông lót hết được mảnh đất đó, thì làm cho Thái tử Kỳ Đà rất ngạc nhiên.
Đức Phật này là ai mà để cho một ông cư sĩ giàu có mà phải cúng đến mức như vậy. Thì ông tìm tới Phật. Và khi ông tìm tới Phật thì đúng y như là như thế. Ông được Đức Phật cảm hóa bởi cái từ trường, cái đạo đức của Đức Phật. Ông nói thôi, lẽ ra tôi không bán là vì ông mua được đất thôi, còn cây thì ông sao lót. Thôi bây giờ ông cúng đất, tôi cúng cây. Và từ đó trong kinh mình mới có câu á, vườn của thái, vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của thái tử Kỳ Đà. Và tiếng Hán gọi là kỳ kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa đó, các vị xây chùa Đức Phật không chủ trương, nhưng nếu đúng lúc đúng duyên thì Đức Phật sẽ làm. Trên Tây Thiên cũng, ở trên tu viện Tây Thiên cũng vậy. Hồi đầu Pháp Hòa chỉ muốn tổ chức để cho đại chúng có chỗ tu thôi, nhưng mà mình làm nhỏ cái không đủ, cái giờ gì nhu cầu cái phải sanh thêm. Cho nên những cái gì mà sanh đó là nó phát sinh, nó phát sinh theo nhu cầu. Hồi trước ở chùa mình không có livestream, do dịch bệnh nhu cầu cho nên mình phải livestream. Rồi các vị quen 2 năm trời livestream tụng kinh nghe pháp rồi, bây giờ mình không dừng được. Rồi các thầy bây giờ cũng mòn mỏi ngày nào cũng livestream. Các thầy nói thôi thầy cho tụi con nghỉ tầm mỗi tối. Có nhiều Phật tử chờ giờ không có chùa tụng kinh buồn quá. Lâu lâu và nói thôi lâu lâu mình sắp xếp thời gian livestream cho các Phật tử ta tụng kinh theo. Giữ lửa tinh tấn. Dù các vị ở xa, dịch bệnh không thể, cái hoàn cảnh mình không đi lại được thì mình tu tại chỗ. Còn khi nào hoàn cảnh cho phép chúng ta tu du hành, phải không? Cho nên mình mới có một Đức Phật tên là Du Hí Thần Thông Phật. Du Hí Thần Thông, Thần Thông Du Hí là thần thông để đi qua đi lại. Nhưng mà nhớ nha, Du Hí Thần Thông để làm lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên trong kinh nói các vị dẫn thần thông đi chỗ này, vẫn thần thông đi chỗ kia, mà thậm chí làm việc gì cũng nương oai thần của nhau mà làm. Các vị ở đây nương oai thần nhau không đó? Cô bếp á, cổ biết nấu, nhưng mà cổ cũng phải nương oai thần người phụ chứ, mình cổ sao nấu, phải không? Vậy thì trong kinh nói thật chứ đâu phải nói chuyện không có đâu. Pháp Hòa thì là đóng vai chánh, nhưng mà Pháp Hòa nương oai thần của các thầy đệ tử chứ không thôi sao làm. Giờ em ngồi đây thì ai quay phim, ai làm livestream, phải không? Cho nên các phải nương oai thần của các vị đó. Thôi thì các bác mấy ngày nay nương oai thần của con cháu để được về chùa. Chúng ta đều nương oai thần của nhau mà cùng nương tựa để thành tựu được cái đời sống hiện tại trong gia đình cũng như đời sống tâm linh. Cha mẹ lo cho mình 5 ngày, lo con cháu, lo con của mình, lo cơm nước nhà cửa cho mình, thì mình hãy nên cho cha mẹ có một chút nghỉ ngơi vào cuối tuần. 5 ngày trước mình nương oai thần của mẹ để yên tâm đi làm, con mình có người chăm sóc, thì cuối tuần cha mẹ nương oai thần của mình chịu khó chở cha mẹ đi chùa. Nếu mà cha mẹ muốn đi tham dự khóa tu thì mình là người Du Hí Thần Thông, ngồi chỗ mà đưa cha mẹ tới nơi hết, bằng cách mua vé máy bay, liên lạc với các ban tổ chức để cho cha mẹ được tham dự khóa tu. Như vậy rõ ràng mình có nương tựa nhau không? Phải không? Cha mẹ và chúng ta đều có sự liên hệ. Cho nên Bà Thanh Đề đọa địa ngục, không thể tự mình cứu được, hay là chính bản thân Ngài Mục Kiền Liên cũng không làm được, mà phải nhờ đến chúng tăng. Đây là nói đến cái sức mạnh của cộng đồng, của đoàn thể. Và đạo Phật chúng ta có cái danh từ là Tăng Bảo. Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là thầy, Pháp là lời giải, Tăng là đoàn thể. Nếu không có một đoàn thể, làm sao có sức mạnh để mình thành tựu được những cái Phật sự của mình. Tâm tham là tượng trưng cho bà Thanh Đề đọa xuống dưới địa ngục. Đó là cái tượng trưng cho cái tâm tham. Mà con người ở cảnh khổ chừng nào mà không ý thức là càng tham dữ nữa, sợ hết. Giống y mình thôi. Có nhiều khi mình khổ quá, tới hồi mình có cái mà muốn cho ai hết đó, sợ mai mốt rồi không có. Cho nên người ta hay nói, có nhiều vị sợ quá nói sao,
ăn hết lấy gì cho, phải không? Nhưng mà có nhiều người ta nói gì, cho hết lấy gì ăn. Cái người sợ thì nói cho hết lấy gì ăn, người rộng lòng thì nói ăn hết lấy gì cho, phải không? Cho nên cái hình ảnh đó, bà Thanh Đề xuống địa ngục bưng cơm lên che lại, không muốn ngạ quỷ thấy, sợ ăn của bà lấy tay bà bóp. Đó là một hình ảnh của chúng ta. Mình cũng tham bỏng sẻn mà mình sợ mất lắm, mà chính cái tâm tham nó thiêu đốt mình, cho nên lửa phật lên, bà Thanh Đề không ăn được. Có bao giờ mình bị tiếc một món hàng rẻ tiền mua không được mà về tức tối ngủ không được không? Ham nó đốt đó. Và thậm chí vì muốn cái đó bằng mọi cách, bằng mọi cách, và trong đó có tham tài, tham danh, tham lợi vân vân, cho nên tham nó đốt mình. Bà Thanh Đề là người mẹ. Mẹ đấy là gì? Là cái tâm của mình. Mà hãy mình biết tu thì nó thành tâm hiếu thảo của một liên. Mình không biết tu thì nó thành cái tâm tham của một người mẹ đọa lạc. Cho nên tất cả những hình ảnh đó đều chỉ nói lên chúng ta. Địa ngục là gì? Là chỗ giam cầm. Vì chữ địa ngục nghĩa là dày đặc và bóng tối. Có bao giờ sự chấp trước của mình không bao giờ thay đổi không? Cái gì mình cho là phải chân lý, ai nói cỡ nào cũng không thay đổi, mà ai làm trật đi, bực bội, tức tối, đó là địa ngục chứ gì nữa. Địa ngục gì? Mình ôm chặt một cái khối hiểu biết đó và không bao giờ thay, không bao giờ mở ra. Cho nên cái lễ này rằm tháng 7, người ta hay nói ngày tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Mình tưởng đâu là tháng này ở dưới địa ngục có mở cửa cho cô hồn lên. Không phải đâu. Cái ý nghĩa nói là cái gì? Hình thức là nói vậy, nhưng mà mình phải hiểu rằng địa ngục và cô hồn nó là trong lòng của chúng ta. Cho nên tháng này là chúng ta mở lòng tha thứ để cho chúng ta được giảng sanh về cõi thiên đường. Mà thiên đường là đương thiền, mới học tuần rồi đó. Người nào sống trong hiện tại là người đó có thiền. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Bố thí tài là bố thí tiền của. Mà rồi nói thì tiền của vật chất nó có hai loại. Một là nội tài, hai là ngoại tài. Nội tài là gì? Đó, mình ký giấy cho tim, gan, thận, cơ thể mình. Nếu mình lỡ có chuyện gì mà ai sử dụng được một phần nào của cơ thể mình cho. Mình cho bớt người ta ăn trái thận, hay là mình cho người ta máu vân vân. Lâu lâu mình đăng ký đi hiến máu đó. Đó, cái đó là bố thí nội tài đó. Còn á, tiền của quần áo vân vân gọi là ngoại tài. Có nhiều người người ta không có ngoại tài, người ta cũng không có nội tài. Tiền á thì không có, của không có, mà nội tài cũng có. Tại vì nghèo quá cho nên đâu có ăn đủ dinh dưỡng gì đâu, cho nên bệnh lên bệnh xuống không dám cho ai hết trơn. Nhưng mà giờ người ta có gì người ta có thể bố thí tùy hỷ. Tôi thấy người đó làm việc lành, tôi hoàn toàn không làm việc gì hết, thôi tôi xin tùy hỷ tán thán công đức của người đó, cũng là bố thí. Tại vì cái chữ bố thí, mục đích của bố thí là để làm gì? Để độ cái sang tham. Bố thí độ sang tham. Cho nên mình học Phật rồi mình thấy nó liên kết với nhau. Tại sao phải cho? Để độ cho cái tâm tham của mình. Rồi khi mà cho đó thì trong khi mình thực hiện là mình giúp cho người ta vượt những cái khổ. Nhưng cuộc đời này có những người người ta không khổ cơm áo gạo tiền, mà người ta khổ tâm linh, người ta khổ nội tâm. Cho nên mình phải có bố thí pháp. Bố thí pháp là cho người ta lời khuyên, lời an ủi. Mình đồng cảm với người ta. Cho nên có nhiều người, người ta gặp nhau, người ta cảm thông, người ta kết thành tri kỷ. Tại vì cùng một hoàn cảnh, cùng một niềm đau nỗi khổ, rồi người ta cùng nương tựa với nhau. Đó, quý vị biết trong những khóa tu của thanh niên, thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên, thì các thầy thường chia ra nhóm 13 tới 17 họp nhóm, 17 tới 20 mấy, 20 mấy lên 30 mấy. Để làm chi? Để nó ngồi lại nó nói cái niềm đau của nó với nhau mà nó không thể nói với ai khác. Nó có thể nó không nói được với cha mẹ. Thậm chí bây giờ thầy
Nó thương nhưng nó không dám nói, tại nó nghĩ thầy lớn quá, cao quá, nó có thể nói được với huynh đệ bạn bè. Nó nói ra được cái niềm đau nỗi khổ, rồi mình mới ghi nhận cái đó, rồi mình về mình tìm cách mình giúp các em. Cái đó gọi là bố thí pháp. Cho nên trong tất cả chúng ta, ai cũng có cái gốc sân tham. Mà nếu mà nói về sang tham đó, nó có 5 thứ sang đó, 5 thứ bỏng sẻn đó. Bỏng sẻn chỗ ở nè, bỏng sẻn tiền của, bỏng sẻn vật chất, bỏng sẻn tình cảm. Có không? Có bỏng sẻn tình cảm không? Mình quen với người đó rồi muốn ai quen đó. Tại vì mình biết người này có khả năng, mà nếu người nhiều người biết quá sẽ chia sẻ. Bố thí nghĩa là bỏng sẻn tình cảm. Mình quen được với cái người đó, họ tốt, họ từ thiện cho mình, muốn bo bo của mình muốn giới thiệu cho ai, sợ tại vì người này sẽ chia sẻ cho người kia. Bỏng sẻn chỗ ở, dành chỗ ngồi, vân vân. Cho nên chữ sang là gì? Là bỏng sẻn. Và tại sao cái quả của sang tham là gì? Là thành một cái loài quỷ đói. Chữ quỷ đây là gì? Chữ ma đây là gì? Là một hình thức sống. Sống rất là khác, tại vì lúc nào cũng thấy thiếu. Vì vậy cho nên cái hình ảnh của ngạ quỷ là bụng thì to như trống mà cổ thì nhỏ như kim. Vì to như trống là vì cái gì cũng chứa, nhỏ như kim là không có gì lọt ra được. Vì cái tâm sống như vậy cho nên cái quả nó như vậy. Nó tương ưng mà. Cái quả đó nó tương ưng. Cho nên bố thí độ sang tham. Mà muốn bố thí thì có bố thí tiền, bố thí tài. Tài thì có hai loại ha, nội tài, ngoại tài. Rồi pháp thí. Pháp thí là lời hướng dẫn, lời khuyên nhủ. Vô ý thí. Vô ý thí là gì? Cho người ta cái không sợ hãi. Tại cuộc đời này con người ta sợ dữ lắm đó. Ở đây có ai mà trong thời gian Covid vừa rồi mà khủng hoảng không? Sợ hãi không? Có. Có những vị bình thường, có những vị ung dung tự tại, có những vị sợ hãi vô cùng. Mà nếu như mình thấy người ta sợ hãi, mình cứ tối ngày cứ đọc tin tức sợ hãi báo cáo hoài. Có nhiều khi mình thấy người ta sợ chuyện gì cái mình hăm dọa người ta, chết rồi, tiêu rồi. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần đi chơi về mà gặp đứa hàng xóm nào mà nó muốn cà khịa mình, cái đó là sao? Chết mày rồi, má mày hăm mày trầm. Là bắt đầu là run. Cho nên đó con, cho nên trong nhà Phật á, quý vị biết không, trong giới luật tỳ kheo á, có một cái luật á là cấm không được nhát ma với nhau. Biết chuyện đó không? Một thầy tỳ kheo là không được nhát ma người khác. Tại vì có nhiều người, người ta yếu tim, người ta chết tích thiệt luôn á. Tại vì sao? Vì nó có xảy ra rồi. Ban đêm á, ông thì sợ ma, ông thì hay hù. Thì cái ông mà hay hù thì ông biết ông sợ ma, biết tẩy mà. Cho nên anh rình, ông kêu ra vô cái. Mà vô thì ông này ông la, ông hét, ông mất oai nghi. Mất oai nghi. Thầy tỳ kheo mà chạy cùng đường là má, má. Mà trong khi đó nghĩa của chữ tỳ kheo là gì? Tỳ kheo có ba nghĩa. Phá ác, bố ma, khất sĩ. Bố ma là mình phải khủng bố ma, còn này mới vừa hết bị ma bố. Nghĩa của chất tỳ kheo đã không có rồi mà còn oai nghi tế hạnh không có, không được. Cho nên trong luật á, không có cho các thầy nhát ma với nhau. Mặc dù là vui thôi, nhưng mà nó cũng thể hiện rồi nó động chúng. Tại ví dụ như nửa đêm nửa hôm ta đang ngủ vậy nè đó, ví dụ như tối nay mà ai đang ngủ về được 2-3 giờ sáng mà chạy rần, nói ma rượt chắc cái chùa này không có ai ở, thí dụ vậy. Cho nên mình làm cho người ta sợ hãi, thậm chí mình biết cũng không nên nói cho người ta sợ, phải nói khác đi. Thường thường mình biết cái gì nó xấu không có nên nói, mà nếu có nói mình tìm cách mình tháo gỡ cho người ta, mà làm cho người ta bớt giảm đi. Thường thường quý vị thấy người ta khéo lắm. Thí dụ như cái người đó đang bước tới
rồi gặp đang chuẩn bị đạp một con rắn, cái con rắn đang quấn kia, ta thấy rồi, ta tới ta nói, ta không có la lên mà ta tới ta dỗ vậy, sao khỏe không, đâu bước qua đây với tôi coi, bước nhẹ nhẹ coi. Người đó vừa bước ra khỏi cái chỗ đó, đẩy họ ra, hồi nãy anh đứng ngang rắn đó. Nhưng nếu như mà mình thấy người ta đứng ngay đó, mình hét lên rắn kia, là thế nào chị kia cũng bị rắn mổ. Có phải không? Đó là vô quý thí. Mình đi thăm bệnh người ta, thấy người ta bệnh, biết ta sắp chết đó, cũng đủ nói, sao sắp chết rồi có chuyện gì nói không? À, tiền của gì nói tôi nghe coi, muốn thầy nào tụng kinh. Ta đang sợ hãi mà nói mấy chuyện nói chi. Cho nên đó, Phật có một cái ấn, ấn này gọi là ấn gì biết không, ấn làm cho người ta không có cảm thấy sợ hãi, gọi là vô quý thí ấn. Ấn vô quý thí này Phật làm gì khi gặp, Phật gặp người bệnh cầm tay, không sao đâu, ráng dưỡng bệnh đi. Ở xứ Mỹ này bác sĩ giỏi lắm, người ta tận tâm tận tình, người ta lo lắm, yên tâm dưỡng bệnh nha, nhớ nghe lời bác sĩ, lấy cái tay. Người kia đang sợ lấy cái tay để trên vai, khỏe nha, yên tâm, có chúng tôi đây, chị đừng có lo. Đem cái bàn tay này, nó truyền tải cả cái tấm lòng của mình vào trong cái năng lượng đó. Cho nên á, quý thầy làm gì cũng sờ lên. Tại vì mình lấy cái bàn tay mình là cái ấn, mà cái ấn này á, là tất cả những cái nội tâm nó biểu lộ và nó đưa lên cái năng lực. Quý vị có con nóng nảy, ngày nào nó cũng lấy nước nó uống hết, mình mua kết kết về mình để đó. Bây giờ để đó, nhưng mà thêm chút lực của mình nữa. Mỗi ngày đi ngang cái đống nước đó để tay lên, nhắm mắt lại rồi cầu nguyện Đức Dược Sư, Đức Quan Âm cho con của con uống nước này, tâm tánh hiền hòa, bớt nóng nảy. Cũng đâu có sao đâu, thay vì mình để nó cũng lấy uống. Nhưng bây giờ mình đưa cái lực mình vô, cái tâm của mình vô, cái tình thương, cái mong mỏi của mẹ, của cha vào trong đó. Cái đó gọi là gì? Gia trì. Gia là mình liên tục, gia trì là mình làm cho nó liên tục cái tâm niệm của mình vào đó. Mình nấu cơm cho con ăn, có nhiều người mẹ nóng nảy, thằng quỷ đi cho đã rồi về báo. Thì bao nhiêu quỷ sứ rồi trong này, thành đứa nó ăn nó thành quỷ là phải rồi. Mình vừa nấu cho nó, mình kêu nó là quỷ mà nếu mà nó mà lì, mày lì như quỷ. Nó nói thì mẹ ngày nào cũng kêu cô thằng quỷ. Gia trì của đó. Nguyện cho con của con ăn cơm của con nấu, tâm tánh từ, đừng có sợ, nó nấu đồ mặn không được niệm Phật, don't worry. Cái quan trọng là cái tâm lực của mình, nó không ăn được cái kia thì cứ nấu gì nó ăn bình thường, nhưng mình gia tâm mình vô đó, ấn hết. Đó là những thủ ấn hết. Quý vị mà đi, có bao giờ mình đi thăm bệnh mà mình làm những cái cử chỉ đó không? Có không? Có chứ. Thậm chí mình cầm tay, mình an ủi, mình nói chuyện, rồi có nhiều khi mình lại mình bóp tay, bóp chân, vừa nói mình vừa nói chuyện. Thì cái tâm lực của mình đi vào đó, đó là vô quý thí. Còn ta bệnh, trời ơi chị biết không, bạn tôi trong hãng bệnh y chang chỉ có 2 ngày chết. Trời đất ơi, người ta đang khổ gần chết, mình vô cũng nói gì đó toàn là những cái câu mà nó nghe kinh điển không hả. Cho nên nếu nói bố thí, tại sao phải bố thí? Vì bố thí độ cho mình vượt được cái tâm bỏng sẻn. Và muốn thực hiện cái tâm, cái lòng bố thí đó, Phật dạy có 3 phương pháp: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Cái này gọi là thí tam độ hành. Tức là mình có 3 phương pháp ứng dụng để độ được
cho người, người ta hết khổ. Mà trong cuộc đời này có nhiều khi người ta đâu có đói cơm áo gạo tiền, người ta đói tình thương, người ta đói hiểu biết, người ta đói một cái người hiểu mình, cảm thông cho mình, mặc dù tiền của người ta rất nhiều. Có nhiều gia đình tiền giàu lắm nhưng vợ không hiểu chồng, chồng không hiểu vợ, con cái không nói chuyện được với cha mẹ, thành thử ra tiền rất là nhiều, đêm nào cũng đếm tiền mà vừa đếm vừa khóc, tại vì khổ đau. Cho nên cuộc đời này mà tìm được một người tri kỷ mà để mình chia sẻ, đó là một hạnh phúc. Người ta thường có cái câu á, quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, kiếm được tri âm có mấy người. Nói theo Vũ Thành An, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Mà tại vì cái đó nó không có còn gì để nói, bài hát không tên, nỗi buồn không có tên, tại vì kêu cách nào cũng không đúng tên nó. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đứa. Là bố thí có ba cách phải không? Rồi trì giới gọi là thi. Thi này là nói tắt, nói đủ là thi la, từ tiếng Phạn thi la. Thi la là gì? Là giới, dịch nghĩa là thanh lương. Cái gì nó làm cho nơi đó thanh lương mát dịu, nó phải có giới trong đó. Vì sao? Có sự ngăn nắp, có sự trật tự, có sự phòng hộ. Bố thí độ sang tham. Trì giới á, thì độ cái gì? Trì giới là độ cái tâm gọi là phạm giới. Khi nào giải đãi mới tinh tấn độ giải đãi. Lâu lâu nhắc tuồng. Bố thí trì giới thì Đức Phật dạy á, thí dụ bây giờ quý vị nói tôi muốn giữ giới, bây giờ giới nhiều quá làm sao giữ, nghe năm giới cũng ớn nữa. Năm giới là tôi phạm một, phạm hai gì đó. Bây giờ Đức Phật dạy tất cả các giới nó chỉ nằm trong ba cái này thôi. Giới, năm giới, bát quan trai giới, sa di giới, thập thiện giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, bồ tát giới, tất cả nó nằm trong ba câu này. Ai muốn thể hiện được sự trì giới, ráng thực hiện ba câu này. Thứ nhất, nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới là gì? Nghĩa là giới hành trì tất cả những cái luật giới và oai nghi. Nói cách đơn giản là không làm các việc ác. Bây giờ quý vị thấy tất cả sự phạm giới là từ cái tâm gì? Từ tâm xấu. Bây giờ mình nói gọn gàng là tôi không làm việc ác. Cái việc gì sai quấy là không làm. Không cần nói giữ giới mà giữ giới. Cho nên ở trong Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ cũng có câu đó. Cái gì? Nếu mà mình đã là người tỉnh thức thì đâu cần phải lo gì chuyện phạm giới. Cái tâm mình bình lặng thì đâu có cần phải nói chuyện thiền không thiền. Cũng giống như cái câu mà thí dụ bây giờ quý vị không khởi tâm tham, không có cái tánh tham thì dù ai để của cỡ nào cũng không tham. Thì nó tương ứng với cái câu mình hay tụng đó. Cái câu mình hay tụng là gì? Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Cái tâm tôi nó tịnh rồi, cho nên anh có để bao nhiêu tiền của tôi đi nữa thì tôi cũng bình thường, tôi không có dính mắc gì hết. Cho nên cái chỗ mà chúng ta phạm lỗi là tại vì mình chưa có thực hiện. Mình nghĩ giới nó mênh mông nhưng mà thật sự nó đơn giản là đừng làm việc ác. Bởi vì tất cả sự phạm giới nó từ cái ác mà ra. Vì vậy cho nên nhà Phật mới đưa ra là không sát sanh. Không sát sanh là không làm ác. Không trộm cắp là không làm ác. Không tà hạnh là không làm ác. Không lường gạt là không làm ác. Đó. Rồi, muốn trì giới phải không? Thì mình làm chuyện đầu tiên tự nói với mình, nguyện không làm điều ác. Cái câu này trong tiếng Hán gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp là gì? Là thu nhiếp, là hành trì tất cả các cái luật nghi.
Chữ luật nghi là hai chuyện để thực hiện đó. Luật giới và oai nghi gọi là luật nghi. Đó, chẳng hạn như các thầy các cô là phải có luật nghi đó. Đi đứng, nói năng, ăn uống, vân vân. Rồi câu thứ hai là gì? Nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện là thu nhiếp ta làm, nói đơn giản là làm tất cả việc lành. Việc gì mình lành là mình làm. Cho nên hạnh của Bồ Tát đó, lợi hành. Trong tứ nhiếp pháp đó, bốn cái pháp mà Bồ Tát làm là lợi hành. Thấy cái gì có lợi cho chúng sanh là mình làm. Rồi cái cuối cùng là gì? Nhiều ít hữu tình, giúp đỡ cho mọi người. Hồi nãy quý vị ăn cơm, quý vị có làm ba cái muỗng cơm lạc đó không? Muỗng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Muỗng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Muỗng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Xin đại chúng nhớ ba câu này, từ đây về sau mỗi bữa ăn của mình đều thực hiện ba muỗng cơm lạc đó hết. Quý vị đừng có đợi ăn chay mới làm chuyện đó. Ăn mặn, ăn gì không cần biết, cứ trước khi ăn cơm múc ba miếng cơm lạc lên. Thật sự ra mình không múc cơm gì mình nói cũng được nữa, nhưng mà thể hiện lấy muỗng cơm lạc lên, nguyện không làm điều ác. Tại vì có ăn cơm này để nuôi sống bản thân con, mà nuôi sống không phải để làm gì hết, để không làm điều ác. Muỗng cơm thứ hai để nuôi thân con, và thân con sống cũng không làm gì hết, để làm các việc lành. Muỗng cơm thứ ba này cũng nuôi con, và cũng không làm gì hết, chỉ để cứu giúp chúng sanh. Cứ mỗi bữa cơm quý vị làm vậy đó. Còn người nào mà giỏi nữa là cứ liên tục hết ba muỗng này làm ba muỗng kế. Thì suốt thời mình ăn cơm là giữ giới. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Ngày xưa ở bên Trung Hoa có một ông nhà thơ rất nổi tiếng tên là Lý Bạch. Thì ông đến ông thăm ngài Ô Sào Thiền Sư. Vị thiền sư này do ông ở trên cái ổ con quạ, cho nên ông có cái biệt hiệu là Ô Sào. Chữ Ô là quạ, Sào là ổ. Ổ quạ, thiền sư ổ quạ. Thì Bạch Cư Dị nghe thiền sư nổi tiếng, cho nên nói: dạ thưa ngài, xin ngài dạy cho con cái câu gì mà nó là nó gọn gãy để con tu. Thì ngài Ô Sào mới dạy ba câu đó đó: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Ông cười, ông nói: tưởng thiền sư dạy cái gì cao siêu, cái câu này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc. Thì ngài thiền sư Ô Sào mới trả lời: đúng rồi, con nít 8 tuổi vẫn thuộc, người già 80 tuổi làm không xong, làm chưa xong. Sao mà mình xác định cái chuyện đó làm xong? Tại vì đôi khi mình là Phật tử, mình là người tu, nhưng thỉnh thoảng đâu đó trong cái cách nói của mình nó chưa có lành. Thí dụ như là mình đi chùa, mình tu, mình giữ thậm chí tới giới Bồ Tát luôn, vậy mà mình ghét một người nào rồi á, đừng có tới gần nhỏ đó, đừng chơi nhỏ đó, đừng cho nhỏ đó ăn uống đó. Thật ra là mình nói một cách rất là vô tư. Mình nhưng mà mình đâu có biết rằng trong cái lời nói đó của mình, nó đã thể hiện lên cái câu gọi là gì? Không có độ chúng sanh. Người ta được sắp sửa được giúp rồi, mình tới mình nói một câu, cái ta rút lại ta không nói. Và thậm chí là nếu người kia có lỗi là lỗi với ai? Lỗi với mình thôi, chứ họ có lỗi gì với người kia đâu mà biểu người ta đừng giúp. Mà cũng chưa chắc là người ta lỗi với mình thật sự nữa, tại vì mình chấp vào mình mới cho người ta lỗi thôi. Cho nên chuyện này còn phải hạ hồi phân giải. Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, và nhiêu ít hữu tình. Vậy thì bây giờ các vị mà thọ giới Bồ Tát á, các vị ghi danh mà thọ Bồ Tát giới đó, là các vị đã trải qua 3 lần thọ giới.
Lần thứ nhất quý vị thọ tam quy ngũ giới, đó là quý vị thực hiện được câu đầu Phật dạy là đừng làm các việc ác. Rồi khi nào quý vị ăn chay được 10 ngày, quý vị thọ thập thiện, là quý vị bước lên câu thứ hai là nên làm các việc lành. Tại vì bên ngũ giới mới nói có một chuyện à, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh, đừng nói dối. Nhưng mà qua tới thập thiện là nói thêm nữa à, đừng giết người mà phải phóng sanh, không giết mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà hạnh mà phải chánh hạnh, không nói dối mà phải nói thật, không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải, không có thiêu dệt, mắng rủa người ta mà phải nói lời hiền hòa, không có nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Chẳng những giảm tham, mà muốn giảm tham thì phải tập sống biết đủ và bố thí. Muốn giảm sân thì phải tập quán từ bi. Muốn giảm si thì phải tu nhân duyên trí tuệ. Đó là bước lên cái bước thứ hai của thập thiện. Rồi bước lên thứ ba là nhiều ít hữu tình độ tất cả chúng sanh. Tại vì thọ thế giới Bồ Tát rồi là gì? Sống cho người hơn sống cho mình. Cái phần mà lợi tha nó nhiều hơn phần tự lợi. Phật giáo có hai từ phải không? Tự lợi, lợi tha. Tự lợi cho mình và giúp cho người khác được lợi. Đó, ví dụ như á, mình mua được món hàng rẻ, mình giới thiệu cho người khác mua, đó là lợi tha. Còn mình mua rẻ cái mình nói đừng nói, để cho nó vô mắt chơi. Tại vì bữa hổm nó không có nói tao. Ví dụ có đơn giản vậy thôi. Chứ mình nhìn luôn mình thấy là trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình nói là mình Bồ Tát, mình Phật tử, chứ nhiều khi cái cách sống của mình nó li ti lắm. Mà cái khổ của chúng sanh mình là ở những cái chỗ li ti này, gọi là vi tế hoặc. Và mỗi ngày chúng ta tụng cái bài tụng công phu sáng á, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con trừ được cái thô nhưng mà cái vi tế con làm chưa được. Con không thích ai á, con không nói đâu. Con thấy một cái rồi con đi. Con không nói đâu. Mà thậm chí á, con muốn cho người khác biết thì con biểu lộ một cái gì đó khó ưa, khó gần, nhìn cái tướng thấy ghét rồi vân vân. Cho nên cái đó là vi tế đó. Mà người tu và Phật tử đôi khi mình bỏ được những cái thô, người ta không thấy mình giận tức, nhưng mà ta thấy ngầm. Trong duy thức học có phân tích cái tâm mà phiền não mà vi tế của mình hay lắm. Cho nên phiền não nó hai loại ha. Căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Chi mạc là gì? Cành nhánh. Căn bản là nổi giận. Nhưng mà cành nhánh là giận kiểu nào? Có người giận qua ánh mắt, có người giận qua nghiến răng, có người giận qua hành động, có người giận đập cửa cái rầm, có người giận quăng cái chén, có người giận đập cái phone, 5 phút sau cầm lên tiếc quá. Thí dụ vậy. Cho nên chi mạc là những cái thể hiện của cái căn bản đó. Bố thí, trì giới. Hồi nãy bố thí có 3 thứ rồi phải không? Trì giới cũng 3 việc. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, cứu giúp chúng sanh, gọi là nhiêu ích hữu tình. Cho nên các vị nào thọ giới Bồ Tát á, các vị phải thọ tam tụ tịnh giới, là 3 cái này nè. Vì tất cả các giới không ngoài 3 cái câu này. Sở dĩ mình không làm gì, vì muốn bỏ các ác thôi. Rồi nên làm là vì muốn làm tất cả việc lành. Cho nên các vị mà thọ giới, ta có 2 phần: chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là phải nên làm những việc cần dừng lại. Chỉ là dừng, nên dừng lại cái chuyện đó. Và nên làm những việc cần làm, gọi là tác trì. Hãy chỉ trì mà không chỉ trì mà hãy làm là phạm, cho nên gọi là chỉ trì tác phạm. Mà nếu nói ra phân tích nữa là dừng nè, trì giới nè, hãy mà làm là phạm. Rồi bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Nhẫn nhục độ cái gì? Độ sân si. Tại con người mà không nhẫn thì nó thể hiện lên sân. Mà ai cũng nói phải nhẫn, cho nên lắm cưới phải đeo nhẫn. Ông bà mình á, trong các thí dụ ha, bây giờ phải gọi ví dụ đây. Bây giờ mình chơi bạn với nhau,
Nếu mà giữa mình với người bạn đó mà không hợp, không thích nhau nữa thì mình làm gì cho đơn giản? Nghỉ chơi, bo bo xì. Anh em mà đôi khi anh em ruột á mà không thích nhau thì cũng có thể không nhìn nhau, không tới với nhau. Nhưng mà giờ cái người này là mình nhận làm chồng, mình nhận làm vợ, rồi sống với nhau có con rồi, là cái sợi dây nó cột rồi. Giờ làm sao đây? Bỏ thì thương mà vương thì nặng. Bây giờ á, muốn được cái chỗ đó, muốn vượt qua cái chỗ đó, mỗi ông, mỗi anh, mỗi chị khi đám cưới phải đeo vô một chiếc nhẫn. Chữ nhẫn đó là gì? Là chịu đựng. Mà chịu đựng á, không có nghĩa là mình cắn răng chịu đựng. Tại vì cắn riết á, răng rụng còn nú không cũng được. Chữ nhẫn này là gì? Theo cái nghĩa này là gì? Bây giờ nghĩa này là bao dung. Cái nồi mình bao lớn thì cái vung mình sẽ bao lớn. Cái tâm mình bao nhiêu thì mình sẽ chứa đựng được bao nhiêu. Đó. Cái ly này nhiêu đây thì chứa nhiêu đây nước thôi. Cái chánh điện này nhiêu thì chứa được mấy trăm người, chứ còn vài ngàn người không để. Cho nên hãy cái nồi bao nhiêu, cái lượng nó bao nhiêu thì nó dung chứa bao nhiêu. Vậy thì cái chữ nhẫn đây đó là mình chấp nhận, bao dung và đi tới. Thật sự Pháp Hòa biết đó, nhiều khi vợ chồng mà sống được với nhau mấy chục năm đó, bộ lúc nào cũng ngọt ngào đó. Trời ơi, ngậm bồ hòn qua đò không. Nhất là nếu mình sống trong một văn hóa Việt Nam, mình không muốn con cái mình nó bơ vơ, nó khổ. Mình không muốn bà con lối xóm đủ thứ cái sợ hết á, để rồi nó giữ mình. Nhưng mà người nào mà có tu á thì sau một cơn thời gian nhẫn rồi khỏe rồi. Tại vì bây giờ không còn đau khổ của cái sự khó khăn này nữa, mà cảm thấy gì? Đây là cái nguyện của mình, đây là cái hạnh của mình, chứ không phải là một sự chịu đựng khổ đau. Vì vậy mà Đức Phật dạy, nếu muốn thể hiện nhẫn, chúng ta thể hiện qua ba việc. Thứ nhất á, là mình nhẫn được những cái điều mà người khác đến với mình. Nói đơn giản là nhẫn với con người. Hôm qua giờ quý vị ở đây, ngày mai còn thêm ngày nữa, có thể tối nay đông hơn nữa. Mà nếu mà không có nhẫn giữa con người với con người đó, hơi mệt ạ. Cái này gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn. Nói cái chuyện mà cái chị kia chỉ tụng kinh trật chữ hoài, trật nghiệp mà chỉ cứ thích ngồi gần tôi. Là tôi cũng hơi khổ đau rồi phải không? Nhưng mà nếu mình quán lại, mình nói may bà ngồi với mình á, bà ngồi với người khác là bị dũa rồi. Tại bà tụng bà không có theo mỏ. Bà ỷ bà có cái mỏ bà đi trước không à. Thậm chí trên này tao thỉnh cái bon mà bọn chú chịu dừng nữa. Hồi đó Pháp Hòa có một ông sư huynh, ông bị lãng tai nặng lắm. Pháp Hòa đi tu năm 15 tuổi, ông đi tu năm ông 80 mấy tuổi. Là quý vị biết hai thế giới không? Mà sao phải sống chung với nhau. Chung một phòng mà chỉ có cách nhau có hai gang tay thôi. Một cái phòng ngủ cách nhau hai cái giường chỉ có hai gang tay. Quần áo của Pháp Hòa đó, là nó nằm ở trong cái rổ đựng sữa ở trong mấy cái tiệm đó. Lượm mấy cái thùng đó về rồi để quần áo xuống. Tập vở của mình là những cái thùng đó chồng chồng lên. Ông lãng tai mà lên tụng kinh thì nghĩ mình là sư huynh, cho nên phải chủ lễ. Ông lên ông chủ lễ: Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Tại ông người Bắc nè. Rồi mình thì tụng theo kiểu miền Nam quen rồi: Đấng Pháp Vương vô thượng. Nghe cải lương không? Rồi ông một lên ông cứ người, có cái kiểu tụng của người Bắc: Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài.
Rồi cái mình đi trước rồi cái ổng đâu có nghe. Ổng nghe cái mình tụng đường khúc cái ổng tụng nghe chỗ ổng dừng. Mình phải đáo trở lại mình tụng với ổng. Trời ơi, tụng kinh bữa nào mà cũng nó vuốt xuống. Tại vì huynh đệ sống chung mà, có hai huynh đệ. Một người 15 tuổi mà một người 80 mấy tuổi. Mà thật sự là rất thương, rất hiểu. 8 giờ là đi ngủ mất tiêu rồi. Đi ngủ là phải tắt đèn, không cho mình mở đèn học bài. 2 giờ sáng mình đang ngủ, bật dậy mở đèn lên. Quý vị thấy cảnh hai vợ chồng không? Già rồi sanh tật vậy đó. Pháp Hòa đi học, ông ở nhà chỉ làm một nhiệm vụ thôi. Người Bắc gọi là thổi cơm. Chú đi học nha, tôi ở nhà thổi cơm nha. Thế là ông cứ đếm thôi. Thầy một bát, tôi một bát, chú Pháp Hòa hai bát. Thế là ông nấu đủ 4 bát. Bữa nào mà chùa có khách một cái là chú Pháp Hòa nhịn đói. Mà hạnh phúc như thường, không có phiền não gì hết. Có hiểu mới có thương. Mình không hiểu sao mình thương. Mình hiểu là ông lãng tai, mình hiểu là ông lớn tuổi. Và mình hiểu một chuyện nữa là nhỏ không có tiếng nói. Thấp cổ bé mồm. Mà sống chung như vậy bao nhiêu năm trời. Có những khi sống chung với các thầy, mà có những thầy nào mà thích nghe băng cassette á. Quý vị nhớ cái thời đó băng cassette. Mở băng lên cái hết 45 phút cái ông bấm cái cục. Mở chở. Mấy thầy khó ngủ đâu có ngủ được. Rồi bắt đầu nội kết. Ngủ không được thì ngày mai bực bội. Ngày nay quá ngày kia. Cuối cùng bây giờ ông Pháp Hòa vô nằm chung đi, chứ còn tụi tôi chịu hết nổi rồi. Hãy chỗ nào mà không có điều hành xử lý gì được là cứ đẩy vào vô. Tại vì sao biết không? Ngủ như chết. Em được có một cái Phật thương. Nằm xuống thì ngủ. Không có biết, chưa biết lại chỗ. Nhờ vậy mới đi ta bà được nè. Không có khó ăn. Chứ nếu mà khó ngủ mà khó ăn nữa thì xí lắc léo à. Không biết nữa, mai mốt mình già sao không biết ha. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì chưa đến nỗi. Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng là tại sao Pháp Hòa được như vậy là gì? Có hiểu mới có thương. Khi mà quý vị sống chung rồi, quý vị sẽ thương Phật lắm. Quý vị thương Phật mà Phật đã đề ra hai cái đề mục tu. Đó là từ bi trí tuệ. Nói đơn giản là từ bi là hiểu, trí tuệ từ bi là thương, trí tuệ là hiểu. Understanding and loving. Mình không hiểu mình không thương được đâu. Mình nuôi một người bệnh mà mình không hiểu người bệnh đó, mình bực bội với người bệnh đó. Tại vì người bệnh đó hay bực bội, bức bách. Thì mình không hiểu mình cũng dễ đi vào cái chuyện đó. Cho nên sanh nhẫn là giữa con người với con người. Thứ hai, an thọ khổ. Hồi nãy gọi là nại oán. Có nhiều khi người ta trách mình, nhưng mình chấp nhận. Thí dụ như quý vị nuôi cha mẹ già mà lẫn, tiền không biết để đâu mà bao giờ đưa mình đâu mà cứ đổ thừa mình ăn cắp. Ở đây có ai bị cảnh đó không? Đi ra hàng xóm nói con tôi nó đâu có cho tôi ăn. Phải không? Thí dụ vậy. Nhưng mà mình phải hiểu cha mẹ mình bệnh mà. Mà nếu mà cái người khác mà họ không hiểu, họ có thể hiểu lầm mình, nói mình không có thương cha mẹ. Nhưng khi họ gặp rồi họ hiểu. Cho nên cái đó gọi là sanh nhẫn. Bây giờ tới pháp nhẫn nè. Nóng bức, khó chịu, lạnh, vân vân. Pháp Hòa nghĩ á, quý vị nào mà ở những cái quốc độ mà thời tiết nó thay đổi, đó là một cái chuyện mà mình phải học cái sanh, cái pháp nhẫn nhiều lắm. Mà nhiều khi cái pháp nhẫn này nó đi vào trong con người á. Tại vì có những người sáng nắng chiều mưa. Có không?
Có những người sáng nắng chiều mưa, mà thậm chí bản thân mình á là ghét gió kỵ mùi sương. Nắng không ưa, mưa không chịu. Pháp nhẫn là những cái hoàn cảnh, những hoàn cảnh. Rồi cuối cùng là gì? Đến khi nào mình nhẫn, cái đó gọi là đế sát pháp nhẫn, nghĩa là mình nhẫn vì mình biết được tất cả những cái bản chất của các pháp để chúng ta nhẹ nhàng. Ví dụ bây giờ đang ở Texas nóng, mình biết là mình ở cái xứ này đến tháng này là nó phải nóng vậy. Giống như Pháp Hòa ở Canada, thường là tháng 11 là bắt đầu mùa đông, nhưng có nhiều năm mới tháng 9 mà đã có tuyết. Rồi có nhiều khi mình thấy tháng 4, tháng 5, tháng 6 là tuyết tan, khỏe rồi. Vậy mà giữa tháng 6 vẫn có tuyết. Pháp nhẫn. Nhưng mà mình hiểu được các pháp như vậy, cho nên mình bình an, gọi là gì? Vô sanh nhẫn. Hiểu được cái bản chất. Thì giống như quý vị hiểu được bản chất của mọi người. Rồi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Nhẫn nhục có 3 cách nhẫn: nhẫn người, nhẫn việc và nhẫn bản chất thực tế của các pháp. Chẳng hạn như ăn cơm cho tôi xin trái ớt, mới vừa cắn vô, ủa sao ớt cay vậy? Ủa kỳ vậy? Ăn ớt thì phải biết bản chất nó cay, ăn khổ qua thì biết bản chất nó đắng. Mình sống như mỗi người, mình biết bản chất của mọi người, hiểu rồi mình thương được. Rồi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì độ sân giận, phải không? Rồi tinh tấn. Tinh tấn độ giải đãi. Siêng năng thì độ được cái lười biếng. Thế nào là tinh tấn và thế nào là giải đãi? Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là tinh tường. Clearly. Understanding deeply, clearly. Mình tinh tường cái việc đó, cho nên mình siêng năng mình làm. Giống như mình tin tưởng rằng mình chịu khó tổ chức một khóa tu. Mọi người về tu mình rất là cực. Tại vì có đôi khi người ta không có bằng lòng với những gì mình lo cho người ta đâu. Mình cực lắm. Nhưng mình biết cái đó không có quan trọng. Quan trọng là mình đã đem hết tấm lòng của mình cung ứng cho một số lượng lớn, để người ta có an lạc trong 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày gì đó, chuyển hóa được cho người ta. Vì mình hiểu được cái đó cho mình siêng, chứ không có lười biếng, không có chán nản, không có buông xuôi. Coi nhiều khi mình làm gì chứ người ta không appreciate đó, mình dễ bỏ cuộc lắm. Người ta không có trân quý những gì mình làm cho người ta, mình chán lắm, không làm nữa. Cho nên cái tinh tấn là tin tường sự việc, cho nên siêng năng. Còn thế nào gọi là giải đãi? Khi nào cái thân của mình mà nó mệt, gọi là giải. Cái tâm ý của mình nó nghe lời cái thân mình để nó không vượt được là đãi. Thí dụ như mình, cái thân mình nó mỏi quá, mà giờ tới giờ phải đi nấu cơm, thì cái thân, cái tâm mình nó nói: thôi thân mệt rồi, ở nhà đi, rồi bất quá thì người ta xuống, người ta tự lo, thí dụ vậy. Cho nên mình không có được vượt được cái siêng năng đó, cho nên gọi là giải đãi. Hễ cái thân nghe lời cái tâm, hay ngược lại. Thì Đức Phật dạy á, nếu mình muốn có cái tinh tấn á, mình phải thực hiện 3 việc. Thứ nhất là mình phải mặc áo tinh tấn, mặc áo giáp. Tiếng Hán gọi là bị giáp tinh tấn. Bị giáp nghĩa là mình mặc cái áo giáp. Chữ bị là mình cái áo giáp đó. Mình phải mặc cái áo giáp tinh tấn là tại vì sao? Thường thường người siêng năng á, có đôi khi không được người ta trân quý, mà người ta nói những lời khó nghe. Ví dụ như 5 người mà 4 người làm biếng, con mình siêng mình làm đúng việc là thế nào cũng bị chỉ trích. Tại người ta không thích. Người ta không thích mình siêng năng kiểu đó, cho người ta nói những lời khó nghe. Nhất là mình ở trong một cộng đồng, có khi mình sống chung với một đoàn thể nào đó, siêng năng lấy lòng cấp trên vân vân, mình dễ bị cái đó. Cho nên phải nhớ là khi mình đã siêng năng thì phải mặc một cái áo giáp. Tại vì trên đời này có đôi khi mình chưa chắc mình siêng năng mà được người ta trân quý. Người ta luôn luôn người ta chỉ trích, và người ta thậm chí còn nghi ngờ cái sự siêng năng của mình.
Nhiều khi mình thấy người đó mình tốt với họ, cái nó rồi đó chắc có ý đồ gì đấy mới làm chuyện đó. Cho nên nếu mình không mặc được cái chiếc áo giáp, mình dễ bỏ cuộc lắm. Tại vì mình nghe người ta nói cái mình dễ bị thối chí. Thứ hai á là nhiếp thiện tinh tấn. Nếu mình, tại sao mình phải siêng, là tại vì mình có trong đầu mình, trong cái tâm tư mình, một cái hoài bão làm việc tốt. Nhưng mà nếu mình không có được mang cái, mình không có được cái tinh tấn này, nó không có lôi mình được. Không có cái điều thiện nó không lôi mình được. Phải qua ví dụ nha. Bây giờ quý vị làm biếng niệm Phật. Hôm nào mình làm biếng niệm Phật á, thì mình phải suy nghĩ vậy nè. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Nhẫn nhục là nhân, thành Phật là quả. Tức là mình phải lấy một cái ý, tại sao mình phải chịu cực này, tại sao mình tạo cái nhân này, là vì mình thấy được cái quả. Cái đó gọi là gì? Nhiếp thiện, tức là phải mình phải dùng cái điều thiện để nó trấn ác đi cái sự giải đãi của mình. Có đôi khi các tổ lại có một cách khác, gọi là đối trị, tức là nói những cái chuyện lỗi lầm đọa lạc để mình sợ. Chẳng hạn quý vị đọc kinh, quý vị nói, nghe nói làm việc này cái đọa địa ngục, làm việc kia đọa địa ngục, cái nhờ mình sợ cái địa ngục quá cái sao không dám làm quấy đó. Cái đó cũng là một hình thức lôi mình ra khỏi cái lỗi lầm. Pháp Hòa hay đọc đại chúng nghe cái bài kệ mà mấy chú tiểu mà được quý ngài lớn mà dạy, sáng mà chuông báo rồi mà chưa chịu thức, văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện đời duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân, nghe chuông nằm không ngồi dậy, các vị hộ pháp thiện thần sẽ nổi giận với mình. Đời này thì phước của mình bị mỏng, đời sau đọa làm rắn. Nghe vậy cái ngồi dậy không có dám giải đãi. Thì cái trường hợp mà chúng ta kiếm một cách nào đó để giúp mình vượt qua được cái giải đãi, cái lười biếng, cái đó gọi là nhiếp thiện tinh tấn. Hiểu ý không? Đó, ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Cái thứ nữa nè, nhiều khi á con mình nó về nó làm gì đó, hay là nó về nhà nó biểu mình nấu ăn cho nó, nó rủ bạn bè về đó, nó kêu mình nấu ăn đi, mình mệt mỏi mình bực lắm. Nhưng bây giờ mình suy nghĩ lại, nếu như mà nó không kéo bạn nó về nhà thì nó sẽ bị bạn nó kéo. Bây giờ nếu nó đi á, thì mình không control được, mình không biết nó ở đâu, mình sẽ lo lắng. Nó đi mà mình lo, thôi chi bằng á, mình chịu cực một chút, nấu để cho nó đem bạn nó về nhà, nó ăn ở nhà mà mình còn thấy nó bình an để mình yên lòng. Quý hiểu ý không? Tức là mình nghĩ một cách khác để mình kéo ngược cái buồn phiền, cái giải đãi của mình lại. Những thầy tu nhỏ ở đây á, nó cũng giống con mình vậy. Vì đôi khi mình cũng sợ các vị chưa có đủ cái sự tinh tấn mà vượt qua cái đời sống khó khăn, thì cái sự tu hành có dễ sa ngã mà nó không đáng. Cho nên đôi lúc á, Pháp Hòa phải chịu cực làm những công việc hơn đệ tử mình. Tại vì cái mục đích chính là mình giữ nó ở trong cái đời sống của người tu. Nhưng mà nếu mà mình cái gì mình cũng đì nó hết á, thì nó chịu không nổi, nó bung, mà chừng đó mình phải ôm hết nữa. Nói như vậy có nghĩa là mình tính toán, nhưng mà ở đây mình nói tới cái tâm tình thương của mình với đệ tử, cũng như cha mẹ mà thương con. Nhiều khi Pháp Hòa hư máy móc nửa đêm mà cần một cái việc gì rất cần, mà xuống thấy ngủ ngon, Pháp Hòa cứ đi lên, đi xuống, đi ra, đi vào, kêu thì không nở. Có nhiều khi tới giờ đi phi trường rồi, mấy thầy hứa tới giờ đó chở đi, mà nhất là cái giờ đi sớm. Còn 10 phút cũng không dám gọi nữa, thôi để cho ngủ 10 phút nữa. Rồi canh khi nào tới sát nút đó, mới bấm gọi. Mà gọi cũng không có nói gì, dậy chưa con? Dạ con dậy rồi. Ờ, chuẩn bị đi. Chứ không có nói giờ này chưa đi nữa hả? Không dám nói.
Pháp Hòa thưa đại chúng, mà nói như vậy á là để rồi mình cũng cùng một cái cộng cảm với nhau. Cho nên nhiều khi đâu phải vợ mình muốn kêu giờ nào mình kêu, muốn biểu làm gì làm. Đôi khi mình cũng phải nhìn vào cái sự cực khổ một ngày của người đó. Đôi khi có khách tới chùa bất tử, rồi Pháp Hòa muốn mời khách ăn cơm mà thấy quý sư cô bận quá, Pháp Hòa không có nói gì hết. Pháp Hòa xuống và giáo cái bếp cái có đồ ăn, rồi tự động Pháp Hòa đi bới cơm, đi bới cơm, đi hâm cơm, đi mời khách. Tại vì thứ nhất, đây là chuyện mình phát sinh. Thứ hai, người ta cũng đang bận, thôi thì mình xuống mình làm được việc đó, mình làm. Chứ cũng không phải xuống xỉ cái tôi muốn cơm, các cô phải lo. Trừ trường hợp không làm được thì Pháp Hòa mới nói một tiếng, Pháp Hòa đang bận quá, bây giờ có khách vô quý cô giúp giùm cho vài dĩa cơm. Cái đó gọi là gì? Nhiếp thiện tinh tấn. Cho nên trong cuộc sống của mình, cái sự tu tập của mình nó không phải là cái chuyện cao xa mình làm được, mà nó ở trong đời sống của mỗi người. Nghe thì rất là chữ nghĩa, nhưng mà nó đơn giản vậy thôi. Bị giáp, nhiếp thiện. Cái cuối cùng là gì? Lợi lạc. Lợi lạc tinh tấn. Thấy cái gì lợi lạc thì phải siêng làm. Chẳng hạn bây giờ cái tối nay nè, trời mới vừa mưa xong, làm một cái vũng sình mà ngay cửa đi ra mà mấy bác mà không thấy đường là té chết. Dù cực khổ cỡ nào cũng phải đi kiếm đồ lắp lại. Thà mình chịu cực một chút cho bây giờ, để khỏi cái họa về sau. Ai mà người ta đi ta trật chân cái phải khổ không? Đó, nhiều khi tối á, Pháp Hòa phải đi xuống vòng, đi coi cửa khóa chưa, rồi lò bếp tắt chưa, rồi thậm chí đi xuống coi thức ăn cất vô tủ lạnh chưa. Mặc dù mình biết các cô đã tuân tất, nhưng để không có làm tổn hại của tam bảo, lỡ mà quên một cái mai đồ ăn nó hư hết. Nhất là những món ăn mà phải chuẩn bị cho một cái lễ. Nhiều khi Pháp Hòa đi xuống và coi, thấy chỗ này nó nóng quá, cái cơ hội nó hư có thể, Pháp Hòa phải dời. Cho nên mình cái đó gọi là gì? Lợi lạc tinh tấn. Có những cái điều nó rất lợi, chỉ cần siêng một chút thì mọi việc nó sẽ ổn. Nhưng mà mình không siêng cái thì nó hư việc lớn hơn. Thôi bây giờ 10 độ mình nói 4 độ thôi, để cho mình độ đại chúng đứng dậy. Rồi bây giờ quý vị nhớ ha: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Nhưng mà mỗi cái đều có 3 phương thức, phải không? 3 phương thức. Mà tại sao chúng ta làm? Trước hết độ cho mình. Vì chúng ta đều bị, thay vì bố thí không có sang tham, cho nên bố thí độ sang tham, phải không? Trì đố, trì giới độ tội lỗi, nhẫn nhục thì độ nóng giận, tinh tấn thì độ lười biếng dại đại. Trước hết độ cho mình, bây giờ rồi độ cho người. Tự lợi rồi, mình làm được đó là tự lợi nè. Bây giờ muốn thực hiện lợi tha không? Đây là những phương thức. Như vậy một độ mà mình làm được á, lợi mình, lợi người đều có mặt.